Rồi, cái chiều chỉnh một tí cho nó dễ nhìn rồi. Rồi bây giờ này các em ơi, bạn nào đã làm câu này rồi, làm câu 1 này rồi các em. Bạn nào đã làm câu này rồi? Có bạn nào làm câu 1 chưa em ơi, cho thầy xin đáp án đi. Có bạn nào làm trước file đề này chưa nhỉ anh nhỉ? 1B à? Vinh đã chọn 1B à? Liệu có đúng không? Thì các em có thể nhìn thấy luôn là mấy cái đề này ấy, mấy cái đề này thì là đều là đề thi thử của các năm gần đây và đặc biệt là năm 2021 luôn. Đấy, nó là đề thi thử của các năm gần đây luôn. Đó, 1H luôn rồi em, 1H thì thầy chịu rồi, thua. 1B à, 1B các bạn hãy cho đáp án là 1B nhá. Thì mình sẽ thử này. Các em nhìn này. Đây là các em chú ý này, đây là đề, thầy nói lại, đây là đề thi thử của các trường. Đấy, có thể là trường chuyên, trường không chuyên, cái đấy thầy không biết, thầy lọc thôi. Thì nó là trường chuyên ở tỉnh An Giang năm 2021, chính là vừa thi năm nay luôn đấy, vừa thi trong các tháng vừa rồi đấy. Thì chúng ta sẽ có nhá, và người ta cho chúng ta khối chóp này có đáy là hình vuông SA vuông góc mặt phẳng đáy, như vậy chúng ta xác định được ngay chiều cao là SA. Đấy, thì như thầy đã nói rồi, hướng làm của chúng ta đầu tiên là xác định chiều cao, sau đó là xác định các yếu tố về góc. Đây, yếu tố về góc là SC tạo với mặt SAB một góc 30 độ, và cuối cùng là chúng ta đi tính cái gì, tính toán để ra thành tích của chóp đúng không? Thế đầu tiên thì chúng ta có chiều cao là SA rồi, như vậy chúng ta sẽ vẽ hình nhá các em nhá, vẽ hình này. Thì ở đây các em thấy này, chúng ta có đáy là hình vuông, như vậy vẽ nó là hình bình hành. Hình vuông thì chúng ta vẽ là hình bình hành nhá. Đó, đây là hình bình hành. Rồi, ABCD này, ABCD. Và các em có SA vuông góc đáy, SA vuông góc đáy. Chưa, SA vuông góc đáy. Rồi, SA vuông góc đáy. Bây giờ người ta cho chúng ta là gì? Hình vuông đáy cạnh A thì cái này thì nó không quá quan trọng, bởi vì mình đi tính toán được. Bước 2 chúng ta sẽ xác định giữa góc giữa SC và mặt phẳng SAB. Thì bây giờ người ta cho chúng ta là góc giữa SC và mặt phẳng SAB thì chúng ta phải tính xác định cái góc này là góc nào. Từ đấy rồi chúng ta sẽ đi tính toán. Thế thì cách xác định như nào? Thầy nói rất là nhiều lần rồi. Muốn xác định góc giữa một đường và một mặt thì chúng ta xác định giao điểm đầu tiên. Đấy, các em xác định được giao điểm là điểm S. Rõ ràng SC giao SAB chính là điểm S. Được chưa? Sau đấy các em sẽ từ một điểm còn lại trên cái đường thẳng đấy, thì ở đây chắc là điểm C rồi, các em hạ vuông góc xuống mặt phẳng SAB. Thì bây giờ em tìm hình chiếu của thằng C trên SAB. Đó, thì các em thấy là nếu bạn nào tinh ý một tí, các em thấy là SA vuông góc với cả gì? BC. AB này cũng vuông góc với cả gì? BC, bởi vì đây hình vuông. Như vậy là hình chiếu của C chính là điểm B này. Chính là điểm B này luôn. Được chưa? C chiếu xuống thì chính là B. Như vậy thì bây giờ mình sẽ có góc đấy chính là góc nào? Góc mà tạo bởi SC với cả SAB thì sẽ là từ điểm đến điểm giao điểm và đến hình chiếu nhá. Như vậy chính là góc đấy. CSD, CFB. Như vậy các em có góc này là bằng 30 độ. Các em có góc này bằng 30 độ rồi đúng không? Góc này 30 độ. Như vậy ở đây các em sẽ bắt đầu đi tính toán để tính thể tích khối này. Thể tích của cái khối chóp này thì các em sẽ có ngay là S của đáy là ABCD, ở đây thì hiển nhiên là hợp tính rồi, là bằng A bình phương. Bây giờ các em chuyển đi tính chiều cao là gì? Chiều cao là SA. Mà muốn tính SA thì bây giờ mình phải vận dụng cái góc này. Mà góc này thì chúng ta sẽ vận dụng bằng cách nào? Chúng ta vận dụng như thế nào bây giờ? Như vậy chúng ta có thằng này là 30 độ và góc này là góc vuông, bởi vì là BCB sẽ có góc với cả SB. Như vậy từ cái BC là A này, chúng ta sẽ đi tính ra SB, và từ SB chúng ta sẽ đi chuyển qua SA nhá. Đấy, hướng tính của thầy sẽ tính là gì? Từ BC mình sẽ suy ra được là gì? SB. Sau đó mình sẽ suy ra tiếp được SA. Đó, như vậy chúng ta sẽ tính được chiều cao SA nhá. Rồi, như vậy mình sẽ có BC là A này, góc này là góc vuông, góc này là 30 độ. Như vậy chúng ta tính được SB ở đây sẽ bằng gì? SB của chúng ta sẽ bằng là cotang của 30 nhân với cả gì? BC, được chưa? Nó sẽ bằng cotang đấy, 30 độ nhân với cả BC. Giờ cái này thì em tính được ngay bằng máy tính thôi, mình tính ra là nhá.
Như vậy là các em có của nó là bằng bao nhiêu nhỉ? Cái cotang của 30 độ này thì nó bằng căn 3, vậy nó bằng căn 3 nhân BC là bằng A. Được chưa? Ok chưa? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có thằng SB này bằng A, căn 3. Như vậy các em suy ra được cho thầy SA bằng gì? S bình Pythagore thôi, SB bình trừ đi gì? AB bình. Được chưa? Và thằng này nó sẽ bằng căn bậc 2 của 3 lần A bình phương trừ đi A bình phương. Như vậy thằng này bằng A căn 2. Đó là 2A bình, A căn 2. Suy ra V của chúng ta lúc này bằng 1 phần 3 S nhân H, và sẽ bằng 1 phần 3 của S là bằng A bình. Như vậy nhân với cả A căn 2. Như vậy nó bằng A mũ 3 căn 2 trên 3. Được chưa các em? A mũ 3 căn 2 trên 3. Như vậy nào ra đúng rồi, ra là D. Còn B cho các em nhớ. Ok chưa? Bài đấy, bài này thì thực ra quan trọng nhất là gì? Đi xác định góc thôi, còn phần tính toán ấy thì cẩn thận thì nó sẽ không sai. Cẩn thận thì nó sẽ không sai nhá. Đó. Dùng tang cho dễ thầy à? Ừ, tang cũng được mà mình tính thẳng theo cô tang cũng được nhá các em nhá. Đó. Tiếp lại học buồn ngủ à? Ok. Xong nhá, như vậy chúng ta có xong xong câu này rồi. Bạn nào mới vào thì giúp cho thầy một like một share nhé các em nhá. Chào bạn Lily nhá, chắc tên em là Lily rồi đúng không? Ok nhá, xong câu này nhá, thầy nghĩ là câu này bạn nào cũng ok rồi gì. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi làm thử câu này xem nào. Câu 2 này. Câu 2 này. Câu 2 này các bạn nào làm chưa? Đây là một câu trong đề của trường chuyên khoa học tự nhiên năm 2021. Tất nhiên ở trường này thì khó. Ở trường này thì khó. Khó hơn các trường bình thường, nhưng mà thực ra câu này thì nó là đề thi thử chung chứ không phải là dành riêng cho chuyên toán hay là chuyên tin các kiểu, nên là nó cũng không phải là quá phức tạp. 2A làm dài lắm à? Chịu thầy ạ à? Đấy đấy, có bạn nào làm không nhở? Bạn nào vào sau thì giúp thầy một like một share nhá, một tim được để cho nhiều bạn nữa cùng vào. Bạn nào có bạn bè nào thì tag vào đây, kệ bạn không học thì thôi cứ tag vào trước đi nhá, tag vào cho vui trước nhá, được chưa? Thì ở đây nhá, mình sẽ làm luôn này, mình sẽ vẽ hình đã. Thì bao giờ đọc đề ấy thì chúng ta đọc để xem là chiều cao là cái gì, thì rõ ràng nó có là SA có góc với đáy thôi. Thì như vậy thì chúng ta có ngay là chiều cao là SA, người ta gọi MN này thì là lúc đấy sau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình này ra nhá. Như vậy là chúng ta có đáy là hình vuông đúng không, đáy là hình vuông. Như vậy thì mình sẽ vẽ nó thành hình bình hành, cứ hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành thì đều hình thoi, thì đều hình nhánh hết A B C D, thì SA vuông góc với đáy. Đó, SA vuông góc với đáy. SA vuông góc với đáy. Rồi, bây giờ người ta cho chúng ta là cái gì? MN lần lượt là trung điểm của SC và SD. MN lần lượt là trung điểm của SC và SD. Thì thầy cứ lấy MN như này đi, được chưa? Đó. O là tâm của hình vuông. O ở đây. O ở đây. Được chưa? Và người ta bắt chúng ta tính thể tích khối tứ diện là S OMN, được chưa? S OMN. Thầy sẽ không đổi S với O với OMN ON nhá, mình sẽ hơi là lằng ngoằng. Thì ở đây chúng ta chỉ nhìn thế thôi. Chúng ta sẽ tính là V của S OMN. Được chưa? S OMN. Thế thì ở đây bài toán này sẽ làm như nào? Ở đây thầy nói luôn nhé, ở đây thầy nói luôn nhé. Qua buổi ngày mai thì thầy sẽ dạy về tỉ số thể tích. Đấy, thì chúng ta làm bài này sẽ rất là nhanh. Nhưng hôm nay trước khi dùng thể tỉ số thể tích thì các em vẫn có thể tính được. Đấy. Đấy, được chưa? Chào Thiên Dương nhá. Câu này làm hơi phức tạp à? Làm như nào mà phức tạp hả em? Câu này làm như nào mà phức tạp em ơi? Thế thì ở đây nhá, người ta đang cho chúng ta cái gì? Chúng ta cùng nhìn xem người ta cho chúng ta cái gì. Thực ra bài này mình dùng câu thể tích tỉ số thể tích thì sẽ đỡ hơn. Người ta cho chúng ta 3A, SA là bằng 3A. Người ta cho chúng ta
đáy là A, được chưa? Đáy là A. Thế rồi. Chả do gì nữa cả. Mỗi vậy thôi. Thì ở đây chúng ta làm như thế nào bây giờ? Làm như thế nào? À, các bạn. Thế thì ở đây nhá, mình sẽ thấy là gì? Nếu mà chúng ta coi S là đỉnh, MON này là đáy thì rất là khó. Bởi vì từ S chúng ta hạ vuông góc xuống mặt phẳng MON này là khoai. Nên là thầy sẽ chuyển chuyển đỉnh với O mà đáy là gì? SMN nhá. Như vậy thì các em có thấy nó dễ hơn không? Các em có thấy nó đơn giản hơn không? SMN. Thì các em thấy này, diện tích tam giác nhá, S của tam giác SMN thì bằng bao nhiêu lần diện tích tam giác SCP, SCD? Bằng 1/4 đúng không em? Nếu bạn nào nhớ định lý Thales thì em thấy rồi, tỷ lệ mà là 1/2 thì diện tích là nó sẽ tỷ lệ theo tỷ lệ là 1/4, cái đấy bình phương ấy, tỷ lệ cái đấy là bình phương, vậy nó sẽ bằng 1/4 S của tam giác SCD, được chưa? Được chưa em? Mà các em thấy khoảng cách từ O đến mặt phẳng D, từ O đến mặt phẳng SCD thì bằng bao nhiêu lần khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCD? Các bạn học thầy chuyển khoảng cách rồi đúng không? Từ O về đây thì trên từ A về đây thì bằng OC trên AC là 1/2. Vậy D từ O sẽ bằng 1/2 D từ A đến mặt phẳng với SCD. Này các bạn còn nhớ không đấy, hay là quên mất rồi? À, các bạn còn nhớ không hay là các bạn quên mất rồi? Đúng rồi, bạn Thanh Tý nói đúng đấy. Chào Nguyễn Linh nhá, là mình sẽ đưa về cùng một đáy để cùng một mặt phẳng dễ tính. Đấy, xong rồi, như vậy thì các em đến đây là các em đã chuyển được hết rồi. Chuyển được hết rồi. Như vậy các em nhìn thấy này, V của thằng từ đây các em sẽ suy ra được này. Các suy xuống đây nhá. V của thằng SOMN này thì bằng bao nhiêu lần V của thằng SACD? Bằng bao nhiêu lần? Cái gì này, diện tích bằng 1/4, chiều cao lại bằng 1/2, thì bằng 1/8 đúng không? Có phải nó bằng 1/8 không? Bởi vì chiều cao thì nó bằng 1/2 này. Đấy, mà diện tích đáy thì chỉ bằng 1/4 thôi. Như vậy thì nó sẽ bằng tỷ lệ là bao nhiêu? 1/8. Đúng chưa các em? Chậm lại một xíu nhá, xem có đúng không nhá. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng SCD thì bằng 1/2 khoảng cách từ A mặt phẳng SCD, mà diện tích thì lại bằng bằng rất là nhiều, đúng rồi, nó sẽ bằng 1/8 nhá. Như vậy xong rồi, mà V của SACD này thì lại bằng 1/2 V của thằng to, thằng ABC, đáy bằng một nửa, chiều cao bằng nhau, thì đáy bằng một nửa, như vậy là 1/16 V của SACD. Mà thằng này thì dễ rồi, chiều cao là 3, đáy là A. Như vậy thằng này nó sẽ bằng là 1/16 nhân với SA, 1/3 chứ, 1/3 nhân SA nhân SABCD. Vậy như vậy nó bằng 1/16 nhân với cả 1/3 nhân 3A nhân AB. Như vậy 3, 3 là hết, như vậy thằng này bằng A mũ 3 trên 16. Được chưa? 3, 3 hết này, cái này là A mũ 3 trên 16. Như vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Nào các em, ok chưa? Bài này quan trọng là chuyển đỉnh thôi. Từ đỉnh S chúng ta về đỉnh O, chúng ta tính đỉnh. Thực ra các em có thể tính thẳng diện tích tam giác SMN nhá. Tính thẳng được. Đấy, tính thẳng được luôn. Xong rồi tính thẳng khoảng cách từ O đến đây, nhưng mà như vậy nó sẽ hơi dài hơn. Thầy nghĩ là nên chuyển. Giảng lại á. Chào Văn Long nhá, chào Nguyễn Tiên em nhá. Giảng lại, ok, giảng lại này. Giảng lại tí này. Lại này. Thì các em nhìn này. Đầu tiên này các em nhìn, các em nhìn kỹ này, thầy nói lại một lần duy nhất này, xong rồi chuyển này. Người ta bắt chúng ta tính V của SOMN. Thì các em nhìn vào này. SOMN hiển nhiên ở đây các em, nếu mà các em tính khoảng cách, các em cứ đinh đinh S là đỉnh và các em tính xuống mặt phẳng OMN này thì rất là khó. Bởi vì OMN này nó nằm ở trong một cái mặt phẳng chơi vơi ở giữa cái hình chóp này. Chúng ta sẽ không có một cái biện pháp gì để đi tính nó một cách dễ dàng và có thể tính được nhá.
không phải là không tính được nhưng nó sẽ khó. Thì thầy thấy là SMR này nằm trên SCD, vậy thầy chuyển luôn đáy về SMR. Đáy về SMR lúc đấy đỉnh là O. Thì đỉnh là O thì các em thấy là từ O thầy sẽ chuyển cái chiều cao, tức là khoảng cách từ O đến mặt phẳng SMR này chính là khoảng cách từ O đến SCD, và thầy chuyển về A. Cái chuyển đỉnh này thì chuyển khoảng cách này thì thầy đã dạy lớp 11 rất kỹ rồi, rất rất kỹ rồi. Nên là các em thấy ngay là gì, D từ O này đây, thầy sẽ viết nhỏ sau đây nhá, đến SMN được chưa, trên D từ A đến SMN là bằng gì, bằng chính giao điểm của cái thằng OA đấy, các mặt phẳng SMN chính là C nhá, bằng OC trên AC là bằng 1/2, được chưa, bằng 1/2 đó. Như vậy xong rồi các em chuyển được về thế này thì các em đưa ra được ngay là gì, khoảng cách từ O đến đây bằng nửa khoảng cách từ A, mà diện tích đáy thì SMR thì bằng 1/4 SCD, thì các em biết rồi, nó theo ta lét thôi. Không biết là các bạn quên cả ta lét không nữa thì không biết, còn thực ra các em cũng có thể nhẩm được MN bằng 1/2 CD, chiều cao xuống đây hiển nhiên bằng 1/2, như vậy diện tích sẽ bằng 1/4. Đấy, như vậy thì các em thấy ngay là V của SOMR sẽ bằng 1/8 V của SACD. Bởi vì sao? Diện tích đáy bằng 1/4, chiều cao lại bằng 1/2, thì nhân lại tỷ lệ sẽ ra 1/8. Còn cái thằng SACD này này, SACD thì hiển nhiên bằng 1/2 thể tích SABCD rồi, đáy bằng 1/2 mà. Như vậy chúng ta có bằng 1/16 V của SABCD. Và SABCD thì tính dễ rồi, có chiều cao là 3A, đáy là bằng A bình. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả là A3/16. Ok chưa? Hiểu chưa các em? Chào Phan Trang nhá. Hiểu chưa các em ơi? Hiểu chưa các em ơi? Các bạn hiểu chưa nào các bạn ơi? Hiểu chưa để thầy chuyển nào? Thầy nghĩ là nó không quá khó đâu. Các em nhìn thấy cách thầy tính đấy, thầy tính dựa theo tỷ số thể tích, tức là thầy sẽ chuyển về một cái hình nó dễ hơn. Không biết các em thấy như nào? Ok rồi gì? Đấy, không biết là các em tính bằng cách nào, các em tính cách nào có ngắn hơn không? Hay dài thôi. S á, S bằng 1/4 chứ sao bằng 1/8 được. S bằng 1/4 bởi vì các em thấy là gì? Theo ta lét là có thế rồi, hoặc các em thấy này MN bằng 1/2 CD, mà chiều cao hạ từ S xuống MN hiển nhiên bằng 1/2 chiều cao từ S xuống CD. Như vậy nó bằng 1/4 tỷ lệ 1/4. Em không hiểu 1/8 á, ủa trời ơi. V thì bằng S. V bằng S nhân H, được chưa? 1/3 SH, được chưa? Thế mà S này thì bằng 1/4, H này lại bằng 1/2, thì nhân cả hai này trả lại bằng tỷ lệ 1/8. Thì đâu không hiểu. Ok chưa? Dùng tỷ lệ nhanh ghê á. Đúng rồi, giờ dùng tỷ lệ như này nó nhanh hơn việc tính thẳng SMN. SMN tính thẳng được, cũng như là tính thẳng được cái khoảng cách từ O đến mặt phẳng SCD, khoảng cách từ O đến mặt phẳng SCD dạy lớp 11 rồi, đúng không? Ok nhá, xong next next luôn, đúng không? Next nhá, sang câu số 30, câu số 3 nhá. Trước khi vào câu số 3 thì thầy các em cứ comment đáp án câu số 3 trước. Câu số 3 này là câu cũng là của thằng chuyên khoa học tự nhiên năm 2021, cũng là đề thi năm nay thôi. Đấy thì câu này thì nó lại đưa về khoảng cách, nó cũng hơi dở một tí, nhưng mà thôi chúng ta sẽ xử câu này xong tính tiếp nhá. Nào, mấy câu đầu này khó hơn mấy câu sau. Câu 3 các bạn nào làm được không? Các em cho để ở câu 3 các bạn nào làm được không? 3B à? Đỉnh cao đấy, làm được là đỉnh cao đấy các em ạ. Các em comment đáp án câu 3 cho thầy nhá, trong thời gian đấy thầy quảng cáo xíu. Đấy, quảng cáo nhiều rồi nhưng mà có thể nhiều bạn chưa biết. Thì trong cái thời gian này này, trong cái thời gian từ bây giờ đến lúc thi thì đang có cái khóa là luyện thi online đấy, tức là luyện thi qua live của Facebook đấy. Đó, các em ạ. Facebook nhá. Cho 2 ca 4. Mà mục tiêu là 8 cộng 9 cộng nhá. Mục tiêu đầu ra là 8 cộng 9 cộng. Và nếu mà các em học đầy đủ, làm bài tập đầy đủ, luyện các đề đầy đủ thì thầy cam kết 8 cộng là cái chắc chắn luôn. Đấy, nếu không được 8 cộng trả lại tiền luôn, nhưng mà bắt buộc phải đầy đủ nhá. Cái đấy chứ đừng bảo là
Thầy ơi, em đăng ký khóa thầy xong em ra không được tám cộng thầy trả tiền cho em chào gì cả, em đăng ký mỗi thế thôi. Để chịu nhá, không ai giúp em được tay em được nhá. Thì cái khóa này sẽ dành cho các bạn mục tiêu cán bộ chủ động. Bạn nào thực sự muốn mục tiêu đầu ra cao thì nên đăng ký nhá. Đấy, các bạn nào mà lời thời thì thôi, thì nghĩ là học sách giáo khoa thôi. Đấy, đi thi xem được mấy điểm nhá. Thế thì cái khóa này nó sẽ như thế nào? Nó lộ trình gồm có 3 phần. Phần đầu tiên là gì? Học sớm 12. Đấy, học sớm 12. Chúng ta đang học đây, đang học sớm 12, kiến thức 12 đây. Đấy, cái này thì nó sẽ từ tháng 5 cho đến tháng 12 của 2021. Đấy, còn chính xác ngày nào kết thúc thì thầy tùy thuộc vào tốc độ dạy của thầy cũng như tốc độ tiếp thu của anh em. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ luyện đề. Đó, luyện đề này thì sẽ giúp các em được điểm từ 8 cộng đến 9 cộng. Đấy, còn thằng trên này thì nó sẽ từ 8,5 đến 9. Sau khi chúng ta học xong cái phần kiến thức rồi sẽ từ 8,5 đến 9. Đấy, còn luyện đề giúp các em được 8 cộng đến 9 cộng tùy vào từng bạn một. Và luyện đề là đề của đâu? Đề của các cái sở và các cái trường trường chuyên lớp chọn, trường chuyên. Đấy, hoặc là đề nào thầy thấy hay, các thầy nào đấy ra đề hay thầy có thể cho em biết nhé. Và tiếp theo cái này thì thầy quên mất, không nói là nó sẽ từ tháng 1 đến tháng 3 thôi, tháng 1 đến tháng 3 của năm sau là 2022 đó. Còn cuối cùng là chúng ta sẽ tổng ôn tất cả các kiến thức từ đầu cho đến cái lúc mà chúng ta luyện đề xong đấy, là từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021, 2020, 2022 chứ. Đấy, năm sau đấy. Thế thì cái này nó giúp các em làm gì? Nó giúp các em tối ưu hóa điểm. Tối ưu hóa điểm. Hóa điểm trong 90 phút làm bài, tối ưu hóa điểm. Trong 90 phút nhé. Trong 90 phút. Bởi vì bình thường các em làm chuyên đề ấy, các em có thể làm một câu này như các bạn bảo: "Ui thầy ơi, em làm dài lắm, các em làm được 5-10 phút thôi." Các em làm một câu nhé, một câu các em chỉ được trong vòng 1 phút 30 giây. Đó, thì là thành công. Còn nếu mà làm quá thì thôi vứt em. Đó, thì chúng ta sẽ có ba cái lộ trình như thế. Và mỗi cái khóa con này này, mỗi mỗi cái lộ trình con này nó sẽ là một khóa con, và tổng của nó là một khóa con này là 800k các em ạ. 800k nên suy ra là ba khóa nó sẽ là bao nhiêu? 2,4 triệu đúng không? Đấy, hai triệu tư. Nhưng mà bây giờ đang có ưu đãi là giảm 50%, ghi lại 50% thì nó sẽ là 1,2 triệu thôi, 1,2 triệu cho cả ba khóa. Rất là lời các em ạ, bởi vì 1,2 triệu cho cả ba khóa thì tính ra là 3k một ngày, 3k một ngày để bọn em có thể đỗ được đại học. Phải nghĩ là nó là rất là gì, rất là tuyệt vời rồi. Chưa kể như thế là nếu các em đăng ký theo nhóm em sẽ được giảm từ 100 đến 400 nghìn nhá. Cái này thì em sẽ inbox để thầy tư vấn cụ thể hơn nhá. Đấy. Nhưng mà thì các bạn hỏi thầy là: "Thầy ơi, thế thì khóa VIP này, khóa trên như là khóa VIP nhá, nó khác khóa thường rồi. Thường là thầy đang dạy đây, thầy vẫn đang dạy live bình thường đây, nó khác nhau như nào?" Thì thầy nói là khóa VIP này nó sẽ lợi hơn rất là nhiều, các em sẽ có rất là nhiều ưu đãi hơn và các em sẽ được học đầy đủ. Nói đơn giản là khóa thường nhưng nó kiểu là dùng thử của khóa VIP thôi. Và như thầy mới nhận được thông báo thì từ tháng 6 này thì thầy sẽ phải chuyển vào live trong nhóm VIP nhá. Tháng 6 này, tháng 6 nhá. Thì suy ra là vào nhóm nhóm VIP đó. Và thầy vẫn sẽ live khóa thường, nhưng mà tức là cái buổi live của khóa VIP này thì khóa thường sẽ không không được học. Tức là các em sẽ bị thiếu được kiến thức. Ví dụ như chẳng hạn như là buổi hôm nay này thầy có thể là thầy live ở khóa VIP thì khóa thường này sẽ không có. Thì các em sẽ bị thiếu được kiến thức và các em sẽ đầu ra các em sẽ khó mà đạt được cái mục tiêu 8 cộng 9 cộng. Nên bạn nào thực sự mà yêu quý thầy muốn đồng hành với thầy bước vào cánh cửa này thì các em nên đăng ký khóa VIP nhé. Đó. Bạn nào muốn đăng ký thì inbox vào page nhá. Inbox page page cho thầy đó, hoặc là DM thẳng cho thầy cũng được, hoặc là các em có thể liên hệ chị Lê Nga Việt Sách, chị trợ giảng, chị sẽ tư vấn cụ thể cho bọn em nhá. Đấy, thì thầy quảng quảng cáo một chút như vậy. Nói thật là nếu mà các em không đăng ký ấy, thì khóa thường thì sau nó cũng sẽ mất thôi, thầy chỉ có thể dạy cho khóa VIP được thôi. Bởi vì sao dạy không mà các bạn khóa thường ấy, bởi vì càng dạy thì các bạn khóa thường nó càng thiếu kiến thức đi. Đấy, có thể là thầy sẽ cố gắng là làm sao khóa thường nhá, thầy sẽ cố gắng dạy cho bọn em lấy được tầm 7 đến 8 điểm. Đấy là thầy mong muốn là được như thế, nhưng mà cái đấy là nó còn phụ thuộc vào khóa VIP nữa. Ví dụ buổi đấy thầy like trong khóa VIP mà thầy không được like trong khóa thường thì bắt buộc các bạn thường phải chịu thôi nhá.
Đó. Thì các em chú ý là như thế. Khóa thì bắt đầu từ tháng tháng 6 thầy sẽ chuyển vào live trong khóa khóa VIP. Ví dụ chẳng hạn như là 246 thầy live khóa VIP thì 246 đấy sẽ không có khóa thường. Nói đơn giản cho em hiểu như thế. Thì các bạn nào mà bây giờ còn đang đang học theo thầy và nghĩ là ok rồi thì cố gắng đăng ký sớm đi. Vì nếu mà các em không đăng ký sớm thì hết ưu đãi thì lúc đấy thầy chuyển vào khóa VIP rồi thì em bị đắt thôi. Đó, các bạn nào nghĩ là thôi không cần thì thôi cái đấy thì thầy cũng chịu rồi. Ok thôi. À, thầy quảng cáo tí thế thôi, tí lại thầy quảng cáo tiếp. Còn bây giờ chúng ta vào câu 3 nhé. Câu 3 này là một câu nó cho về hình ngang trụ chứ không phải là hình hình chóp nữa. Thầy dạy thì thầy cố gắng đưa hết cả hình ngang trụ, hình chóp, hình lập phương các kiểu cho bọn em thấy là nó như nhau thôi. Như nhau nhé. Không đăng ký thì không được nhìn mặt thầy nữa đâu, chuẩn em ạ. Bởi vì thực ra nói là không đăng ký thì về sau sẽ chuyển vào khóa VIP thì sẽ bị mất thôi, mất dần thôi nhá. Ok nhá, mong là thầy sẽ được gặp các em nhiều hơn chứ không phải là mất đi, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng vẽ hình này, cho hình chóp khối cho khối lăng trụ tam giác đều. Khối lăng trụ tam giác đều này thì hiển nhiên là đúng rồi, đã đều thì sẽ là đúng nhá. Có các cạnh đáy là 2a, khoảng cách từ A đến mặt bằng A phẩy BC bằng A thể tích. Như vậy thì chúng ta cứ vẽ cái hình ra trước thôi vì chúng ta không thể tưởng tượng được cái hình này. Thường thì hình không gian tính thể tích thì các em phải vẽ, không tưởng tượng được đâu. Trừ những bài rất là dễ thì các em mới tưởng tượng được nhé. Đây thì các em nhìn thầy chú ý cách thầy vẽ hình ngang trụ thì các em cũng vẽ theo như thế nhá cho nó dễ. Rồi, chúng ta có hình lăng trụ đứng đây rồi, lăng trụ đều, tam giác đều, đều kiểu đứng luôn. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng A phẩy BC, đấy, nó cho khoảng cách từ A mặt phẳng A phẩy BC là bằng bao nhiêu? Bằng A, tính thể tích khối này. Rồi, ok, như vậy ở đây các em có S đáy bằng bao nhiêu đã? Đấy, các em có S đáy bằng bao nhiêu? Có cạnh đáy là 2A, đó, tam giác đều mà cạnh bằng 2A thì S đáy bằng cạnh bình phương. Đây, bình thường thầy sẽ nhẩm luôn nhưng mà đây thầy sẽ viết rõ ra để cho bạn nào chưa biết thì biết nhá. Nếu là tam giác đều thì diện tích sẽ bằng cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4. Như vậy thằng này nó sẽ bằng 2A bình phương căn 3 trên 4. Và thằng này nó sẽ bằng là A bình phương căn 3 bởi vì 4 cạnh 1 hết. Được chưa? Bây giờ chỉ đi tính chiều cao chính là A phẩy. Thì hiển nhiên cái A phẩy đấy chúng ta sẽ phải gắn đến cái khoảng cách này bằng A. Được chưa? Khoảng cách từ A mà tính đến mặt phẳng A phẩy BC thì thầy đã cho quá nhiều lần rồi. Đấy, đây chính là chân đường cao, chiều cao chính là A phẩy. Như vậy chúng ta sẽ có công thức này 1 trên D bình bằng 1 trên H bình cộng 1 trên K bình. Đấy, không biết là bạn nào qua 11 rồi quên mất cái công thức tính nhanh này của thầy không? Ừ. Như vậy các em sẽ có ngay nhá, các em sẽ có ngay. Như vậy thằng này bằng gì? Tương đương này, 1 trên gì? D thì ta cho bằng A rồi. Như vậy 1 trên A bình bằng 1 trên H bình. H bình chính là A phẩy, chưa biết, cho là H bình cộng 1 trên K bình. K bình thì chính là khoảng cách từ A đến BC, được chưa? Khoảng cách từ A đến BC, được chưa? Đó, chính là AM đấy. Mà chiều cao trong tam giác đều thì các em cũng biết rồi, chúng ta có AM sẽ bằng gì? Cạnh căn 3 trên A, tức là bằng 2A căn 3 trên trên A, được chưa? Như vậy thằng này sẽ bằng là A 3. Diện tích thì bằng cạnh bình phương căn 3 trên 4. Chiều cao là bằng A căn 3 trên A. Được chưa? Cạnh căn căn 3 trên A. Đó, cạnh chia hết A căn 3. Được rồi, A căn 3 tất cả bình phương. Xong ngay, như vậy em từ đây em suy ra được cho thầy là H bằng bao nhiêu? Bấm máy thôi. Bấm máy. Đó, thì các em sẽ có ngay là đây thầy bấm máy nhá. Căn 6 trên 2 em ạ. Như vậy H của chúng ta bằng A căn 6 trên 2. Như vậy có H có diện tích đáy suy ra được gì? V V chóp thì bằng gì? S nhân H nhá, không có 1 phần 3. Như vậy thằng này nó bằng A bình phương căn 3 nhân với cả A căn 6 trên H. Bằng bao nhiêu? 3A căn 2 trên 3A căn 2 trên A. 3A mũ 3 nhá, căn 2 trên A. Được chưa? Đây, như vậy chúng ta sẽ có ngay là 3A mũ 3 căn 2 trên A. Đáp án đúng chính là đáp án B. Câu hỏi này rất dễ nếu mà các em gì biết công thức khoảng cách mà thầy đã dạy rồi, thầy đã dạy từ lớp 11 rồi. Nắm vững làm rất tuyệt vời luôn.
một bài toán. Nếu mà bài này mà thầy xử nhanh thì nó chỉ trong tầm phút. Ở đây thầy vừa làm vừa nói vừa viết vừa một đống thứ, hơi lâu tí anh em nhé. Chứ không các em hiểu chết, thầy giải mất đến 3 phút, em giải 5 phút thì thi trượt thẳng cả. Không phải nhá anh nhá. Ok chưa? Chào Lê Vi nhá. Nào các bạn hiểu chưa? Các em ơi hiểu chưa, hiểu chưa? Các em ơi hiểu chưa? Có bạn nào hiểu không? Hay là các bạn chào bạn nào hiểu cả? Bạn nào đang xem thì giúp thầy một like một share, comment giúp thầy nhá. Comment giúp thầy xem là hiểu không? Chả thấy bạn nào nói năng gì hiểu không các em ơi? Để chuyển nào. Nhanh lên, 10 giờ kết thúc, 30 phút nữa làm bao nhiêu bài thì làm nhé, còn lại cho em về tự luyện, tự chiến đấu. Đáp án có đằng sau rồi đấy. Tự về khai phá. Chỗ K không phải thầy à? Nhắc đi à các bạn, các bạn học thầy rồi thì hiểu rồi, nhưng mà thôi rồi thầy sẽ nói lại cho bạn. Bạn hạnh phúc tí nhá. Đấy. Bạn hạnh phúc đăng ký khóa thầy đi, mấy cái này là trong khóa rõ lắm rồi. Bây giờ chưa rõ. Này, cái công thức này này nói lại. Đấy, thầy nói thật là chả có cái thầy nào như thế. Cứ học sinh nói là phải đi nói lại. Rồi, nói lại nhá. Công thức này chúng ta sẽ có khoảng cách từ chân đường cao đến một mặt phẳng. Các lợi trí nhá, cho nó nét đã. Ok, khoảng cách từ chân đường cao đến một mặt phẳng nhá, thì nó sẽ bằng khoảng cách đấy ấy, sẽ bằng là 1 trên h bình cộng 1 trên k bình, 1 trên khoảng cách đấy bình và 1 trên h bình, 1 trên k bình. H bình thì chính là chiều cao bình cộng với khoảng cách từ điểm đấy đến cái giao tuyến của mặt phẳng với mặt đáy, chia BC đấy. Đấy thì nó chính là AM, khoảng cách từ đây đến đây chính là AM, M là trung điểm. Hay là chiều cao trong hình tam giác đều đấy em, chính là AM đúng không? AM thì đây có ngay công thức là bằng cạnh căn 3 trên A, như vậy bằng 2A căn 3 trên A rồi, A căn 3 đến ốp ở đây rồi để tính được ngay. Chứ thầy có phải đi dựng cái gì cả. Không cần dựng nhá. Đấy, không cần dựng. Không cần dựng hình. Đấy, những cái kỹ thuật này là các cái bạn mà trong khóa VIP mà các bạn biết hết rồi. Rồi các em mà học ở ngoài các em bây giờ thôi đi dựng hình các kiểu lên đây xong rồi đi ngồi tính tinh 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 thì bao giờ mới xong. Những cái kỹ thuật này đều được dạy trong khóa VIP hết nhá, hiểu hết, làm ngắn gọn hết đấy. Bài đây là chuyên khoa học tự nhiên nhá, bạn nào chưa biết chuyên khoa học tự nhiên của Hà Nội thì cứ rõ vào biết nhá, thì nó khó như thế nào lòi mắt luôn. Ok nhá, bạn hạnh phúc hiểu chưa bạn ơi? Vẫn chưa hiểu à? Chết thật. Em cũng xem, em chưa xem công thức tính nhanh á. Ơ chết rồi, sao nhiều bạn chưa xem thế nhỉ? Cam hơi rung à? Ok em nhá, cam hơi rung là do thầy ấy mà thôi, thầy chạm vào thôi chứ nó không phải là nó rung. Ok nhá, xong nhá. Ô, câu này bỏ qua này. Tại sao câu này bỏ qua, hình nó bị cắt hình, thầy không thích giải. Tại vì hôm nay không giải hết được, nên là chúng ta sẽ bỏ qua một số câu. Mà thầy thích bỏ qua câu nào thì thầy bỏ qua câu đấy thôi. Câu 5 này có nên làm không nhỉ? Đấy. Hình lăng trụ này. Đây là hình lăng trụ. Mặt bên tạo với đáy diện tích tam giác ABC. Thì đấy, làm thử câu chuyên Vinh. Bạn nào ở Nghệ An không? Có bạn nào ở Nghệ An chắc chắn biết cái chuyên đại học Vinh này. Đề nó rất là khủng khiếp và nó là một trong những cái đề được mong đợi nhất khi đi trường nhá. Một trong những trường mà được mong đợi nhất khi mà thi được. Mình sẽ làm thử câu 5 nhé. Có bạn nào ở Nghệ An không? Điểm danh đầy các nhỉ? Nghệ An này học, các bạn Nghệ An học rất đỉnh. Thật sự đỉnh cao luôn đấy. Học Nghệ An thì thật chăm mà học rất là tốt. Hu hu gì? Làm mấy câu khó thầy. Thì thầy chọn biết câu nào câu khó. Câu 5. Câu 5 dễ à? Thầy là người có quyền à? Tại sao bỏ qua câu 4 lại lại không thích à? Thầy nghĩ là một câu có gì đâu, mình câu đấy nó bị cắt đề khó nhìn thôi, mình qua câu 5 đi. Bạn nào câu 4 không biết làm thì tôi có gì thì bóc thầy.
chỉ cho chứ. Nào, câu này thì nó cho cái gì và nó hỏi cái gì, nó các em chú ý này, đây lăng trụ thôi nhá, không có đứng, không có đứng, chú ý là như thế, lăng trụ không có đứng nhá. Chính vì nếu là lăng trụ không đứng nên là chúng ta vẽ hình chúng ta phải cẩn thận, tức là chúng ta không vẽ lăng trụ đứng. Các bạn có bạn nào đáp án câu năm không? Nguyễn Linh làm sao em ơi? Thầy nghĩ là thọ tí bóc thầy, thầy chỉ câu câu kia sau nhá, câu 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 kia sau nhá. Nhưng mà tại sao em lại đổi lại tên nhỉ? Đấy, tại tại sao bạn Mỹ Linh lại đổi lại tên nhỉ? Sao sao đặt tên là Lươn Linh, không phải nó hợp lý không? Hai chữ L liền luôn. Đổi thành Nguyễn Linh. Nghe không ai th... không thì em để tên kia cũng được, để tên như lần trước. Em thấy là hay hay hơn. Ok nhá, nào bây giờ mình xử lý câu này này. Câu này nếu mà bạn nào mà phân tích đề kỹ và làm một cách chuẩn chuẩn ấy, thì phải nghĩ là khá là đơn giản. Phải nghĩ là như thế. Bởi vì ở đây người ta cho chúng ta diện tích đáy rồi. Diện tích đáy rồi này. Nhưng mà chỉ đi tìm mỗi chiều cao thôi. Các em có này, đây là lăng, nếu mà là lăng trụ thường thì các em vẽ như này nhá. Các em vẽ như này này, các em vẽ vẫn vẽ tam giác trước này. Nhưng mà các em không kéo thẳng xuống, các em kéo chéo sang nhá. Đấy, chéo sang. Đó. Thì các em sẽ được cái lăng trụ thường. Tuy rằng lăng trụ thường này nó ít gặp nhưng mà đã gặp là nó khó. Đấy, đã gặp là nó khó. Nhá các em nhá. Thì đây ABC ở đây, A phẩy, B phẩy, C phẩy ở đây. Được chưa? Thì bây giờ người ta cho chúng ta là gì? S đáy, tức là SABC ở đây là nó bằng A bình rồi, rất là đơn giản. Người ta cho chúng ta là A phẩy bằng 2A. Ở đây đọc cả cái đề, đọc đến 10 lần rồi, không biết là chiều cao ở đâu. Với những bài không biết chiều cao ở đâu thì chúng ta cứ gọi bừa. Tức là từ A phẩy thầy giả sử rằng thầy hạ vuông góc xuống ở đây được một điểm là H đi. H chính là chân chiều cao. Tại sao thầy phải gọi bừa? Bởi vì gọi bừa thì chúng ta mới xử lý được cái là và mặt phẳng đáy A phẩy tạo với mặt đáy một góc bằng 60 độ, thầy phải gọi bừa thầy mới xử lý được cái dữ kiện này. Còn nếu không thì thầy không xử lý được dữ kiện này, các em hiểu không? Thế nên là bây giờ nhá, A phẩy tạo mặt đáy một góc bằng 60 độ thì thầy nói rồi. Nếu một đường một mặt tạo với nhau một góc bao nhiêu độ ấy, thì đầu tiên các em xác định giao điểm chính là A. Và xác định tiếp chân chiều cao của điểm còn lại đấy, A phẩy rơi xuống mặt đáy thì rõ ràng nó là H rồi. Được chưa? Như vậy góc đấy là góc nào? Từ điểm đến giao điểm đến chân đường cao, nhớ thật kỹ nhá, đúng vào thứ tự đấy. Như vậy góc này của chúng ta là bằng 60 độ đấy, góc này bằng 60 độ. Như vậy các em hiển nhiên là ở đây đây là vuông rồi, các em hiển nhiên ở đây các em thấy là tam giác vuông và các em sẽ ngay tự đi tính được a phẩy h phẩy a phẩy h thôi, không phải h phẩy nhá. Như vậy các em sẽ thấy này, a phẩy h của chúng ta sẽ bằng cái gì? Góc này 60 biết thằng này, như vậy tính cái gì? Tính sin, sin là dễ nhất nhá, sin của 60 độ nhân với cả gì? A phẩy. Mà sin 60 bằng a bằng căn 3 trên 2. Đúng không? Bằng căn 3 trên 2. Nhân với cả thằng này là 2a. Như vậy thằng này bằng a căn 3. Các em có ngay chiều cao là a căn 3 diện tích đây, như vậy em suy được v bằng gì? S nhân h bằng a bình phương nhân với cả a căn 3. Như vậy nó bằng a mũ 3 căn 3. Đáp án đúng chúng ta là bằng C. Bài toán rất dễ luôn, nếu mà các em hiểu rõ về các cái cách xác định góc, các cái tư duy làm hình học thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Ok chưa? Dịch đề xuống một xíu à, thầy nghĩ là nó không bị che, nó vẫn bị che rồi em. Tên em hay gọi em ngại à? Em đợi mỗi câu 4 thôi, tí thầy giải sư nguyên câu 4 cho bạn đi lên luôn nhá. Đấy. Tại sao thầy nói này, các bạn mà đăng ký khóa VIP thì sẽ được hưởng rất là nhiều ưu thế so với bạn khóa thường. Đấy, bạn Mỹ Linh ấy thì là một trong những bạn đầu tiên đăng ký khóa VIP. Đấy, thầy có thể gợi ý cho em như vậy. Bạn ý thi học kỳ lớp 11 được 9,5 nha em nhá. Đó, 9,5. Đấy, bạn nào đăng ký khóa VIP thì chắc chắn là cứ đợi những cái điểm số này nó báo về thôi. Thầy khẳng định luôn, nếu các em chăm chỉ và các em học theo theo thầy thì các cái con số là, sẽ là dễ dàng là được. Không khó gì cả. Còn bạn nào không tin tưởng ấy, về sau các em thấy là điểm số vang quá VIP thì thầy sẽ công bố thôi. Thì lúc đấy các em mà đăng ký thì các em bị tích 2 tiền so với bây giờ nhá. Ok xong nhá, câu này xong rồi, câu này rất là dễ.
Đấy, nó là đề thi của những cái trường rất là khó, nhưng mà chúng ta nếu biết làm thì nó xử lý rất là đơn giản. Câu 6 có dễ không, để bỏ qua câu 6 nào? Các em có trông đợi câu 6 không? Thầy hôm nay chắc sẽ không chữa hết được 15 câu rồi, nên là thầy cứ bọn em thích câu nào thì chữa câu đấy. Muốn 10 phải tự học. Ok em, muốn 10 phải tự học. Bạn Thanh Tín thì điểm cũng cao, chắc chắn luôn. Câu 1 thi thử lần 1 thì các em biết rồi đấy. 19 nhân 20 câu. Ok nhá, 6 nhá, bỏ hết cả cái đề đi ạ. À, thôi thôi em ơi. Thế thì cú lừa quá. Các em vào đây làm gì? Vấn đề là nếu mà thầy bỏ hết đi thì các em vào đây làm gì? Ok nhá, tí ngồi kể chuyện 10 giờ nhá. 6 nhá. Làm mấy câu khó đi thầy. Thầy có biết câu nào khó đâu, đi lên cho thầy một một cái ấy cho nào, một một cái gợi ý cho nào. Câu này khó, câu câu 6 này chắc khó nhỉ, Đồng Quan Hà Nội, nghe Hà Nội khó đấy. Làm thử nhá. Thầy biết câu nào khó, trời ơi đời bọn em nói thế quá khó luôn này. Bây giờ người ta cho chúng ta một lăng trục đứng tam giác không đều đấy, tam giác vuông. Như vậy chúng ta sẽ vẽ hình ra. Bạn nào chưa chưa like cho thầy thì giúp thầy một like nhá, một like một share các em ơi, một like một share mạnh mẽ lên các em ơi, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên để thầy còn like nhiều hơn với các em nhá. Đó thì chúng ta biết là đáy là tam giác vuông tại B, đây vuông tại B đây, mấy cái thông số này để sau đi. A phẩy B, A phẩy B chính là cái đường này đây, để sẽ nối lại, tạo với cả ABC một góc bằng 60 độ. Hỏi là cái gì, thể tích của khối này bao nhiêu? Trời ơi nó lại quá là dễ chứ nhỉ, nếu mà bạn nào hiểu rõ là dễ quá nhỉ. A phẩy B này giao với cả mặt đáy chính là tại B, từ A này chúng ta hạ hình chiếu xuống được, từ A phẩy hạ hình chiếu xuống được là A, nhưng góc đấy chính là góc A phẩy BA. Bạn nào thầy được mấy câu này như ăn kẹo rồi. Cái góc này 60 độ, 60 độ. Thế mà chúng ta lại có là gì, BC bằng 2BA bằng 2A, BC là 2A, BA là bằng A, được chưa? Như vậy thì mình sẽ tính được ngay, như vậy mình sẽ tính được ngay diện tích đáy này. Bao giờ đi tính S đáy đi, ngày xưa mà đi làm tự luận ấy cứ viết được S đáy này nửa được được 0,25 điểm rồi, bây giờ viết S đáy này được 0 điểm. 1 phần 2 BA nhân BC đúng không? Bây giờ thằng này bằng bao nhiêu đây? 2 lần A bình nhân 1 phần 2 bằng A bình. Đó, ngày xưa viết này đã được 0,25 điểm rồi, tính được 1 phần 2 cái thể tích của mình rồi. Nhưng bây giờ 0 điểm rồi. Thế mày đắng cay. Bây giờ mình cần đi tính gì? Chiều cao A phẩy đúng không? Biết thằng này A biết góc phải 60. Như vậy thì còn những gì để tính nhá? Thì tính tan thôi đúng không? Mình sẽ có là A phẩy thì sẽ bằng tan 60 độ nhân với cả gì? AB. Như vậy tan 60 là căn 3, như là căn 3 nên AB là A, như là A căn 3. Suy ra được chúng ta sẽ có là V của nó sẽ bằng S nhân H. S là bằng A bình nhân với AB, A phẩy là A căn 3, như vậy bằng A 3 căn 3, được chưa? Còn B. Đấy, đấy, đây là đề thi thử, tức là nó là tương ứng với cái đề thi thật rồi nhá, độ khó tương ứng với đề thi thật, chứ không các bạn bảo ui thầy dạy dễ quá, thầy dạy toàn cái có thi đâu đúng không? Ok nhá, toàn cái thi đây này ạ. Bài 4 theo lý phải làm mà lại bỏ bài 6, nhưng mà bài bài 4 nó lại nằm ở giữa hai cái trang, thầy cứ lần đi lần lại nó khó quay các em ạ. Đây, tại sao bỏ bài 4 nhá? Tại vì nửa đề bài 4 nằm ở trang trước. Đây này, nửa đề bài 4 nằm ở trang sau. Nên thầy không muốn lặp đi lặp lại nên thầy bỏ rồi. Đấy. Tí thì bài 9 đây này, bài 9 thì nó lại nằm ở S ở trang này, có khi mình làm được. Tại vì mình không làm hết thì mình bỏ một vài câu cũng được, thì sao đâu, để cho bọn em về bọn em tự luyện nó vui gì nữa. Nào, câu 7 có khó không để làm? Nào các em ơi, câu 7 có khó không để làm nào? Hay là câu 7 lại dễ? Chép lại đề á? Bạn bạn Linh chép lại đề đi xong rồi tính sau.
Nào các em ơi, nào câu tiếp theo nó có khó không? Câu này khó không để làm. Đây là sở Vĩnh Phúc nhá, đây là sở đào tạo Vĩnh Phúc, mới thi chẳng biết tháng mấy thầy không nhớ nữa rồi, năm 2021. Đây sở Vĩnh Phúc nhá. Nào các em, câu 7 đáp án là gì nào? Em ơi, câu 7 đáp án là gì nhỉ? Các bạn nào có đáp án câu 7 không? 7A. Hôm nay mấy bạn lương nhiều đi thi hết rồi, thì ra các em có vẻ hơi bị trầm tí nhỉ. Có khả năng có khi mai thì đổi sang học đại tiếp. Học hình này các bạn cảm giác là hơi khó. Thế thì ở đây nhá, mình sẽ làm câu 7 này các em. Làm câu 7 nhá. Nhưng mà hình tức là mình cũng không bỏ được ấy, nếu mà bỏ đi thì nó lại mất nhiều nhiều điểm quá. Đấy. Nên là cũng rất là học tôi nhá em nhá, đừng bạn nào nghĩ là hình khó thì chúng ta bỏ đi. Nào bây giờ chúng ta cho cái lăng trụ này, đây là không phải lăng trụ đứng này. Đấy, nếu mà người ta nói là lăng trụ tam giác đều thì nó sẽ đúng, nhưng mà người ta nói là lăng trụ đáy là tam giác đều thì không phải là lăng trụ đứng nhá. Chú ý kỹ một chút chỗ đấy. Rồi, người ta cho là A phẩy này mà cái hình chiếu A phẩy này rơi đúng vào trung điểm cạnh AB. Như vậy là chúng ta đã có được cái hình chiếu này chính là chiều cao rồi đúng không? Đó, như vậy chúng ta sẽ làm này. Nếu mà như thế, thầy sẽ vẽ cái ở dưới trước. Đấy, thầy sẽ vẽ cái ở dưới trước nhé. Bởi vì thầy muốn là cái đường cao thì mình sẽ vẽ thẳng lên ấy, thì nó sẽ dễ quan sát. Bao giờ là như thế, đây thì thầy vẽ ABC đây, thầy lấy trung điểm này này, thì đường cao nó nối thẳng lên thôi đúng không? Đấy, thì thầy nối thẳng lên như này, đó, nó đúng là đường cao rồi, đây thì nối thẳng lên như này, rồi đây thì cái này thì nối sang sang nhá, đấy, vậy thì mình sẽ có cái hình nó sẽ như này, hình như là vẽ nó không chính xác cho lắm thì phải, đó. Làm tạm thôi, A phẩy, B phẩy, C phẩy, được chưa? Đấy, tạm hình như thế thì đây là rơi đúng trung điểm gọi H đi. A phẩy này hợp với mặt đáy một góc 60 độ. Tính thể tích. Tam giác đều đáy là cạnh A. Đấy, đáy cạnh A thì các em ngay có S đáy bằng bao nhiêu? Cạnh bình phương căn 3 trên 4 là A bình phương căn 3 trên 4 nhé. Bây giờ tạo rồi, nó viết nhanh. Bây giờ chỉ cần đi tính mỗi chiều cao là A phẩy H thôi. Mà lại có A phẩy hợp với đáy một góc bằng gì? 60 độ. Mà như các em biết rồi, muốn tính góc đấy, thầy xác định lần nào thì cũng dùng bút đỏ cho bọn em dễ nhìn này. Đầu tiên giác xác định giao điểm của A phẩy với đáy chính là A. Từ A phẩy chúng ta sẽ hạ hình chiếu xuống, như vậy chính là H luôn. Vậy góc đấy chính là từ điểm đến giao điểm rồi đến hình chiếu. Vậy chúng ta có góc đấy chính là A phẩy AH và góc này bằng 60 độ. Rồi xong rồi, thế bài toán có gì đâu mà làm nhỉ? Thằng này chúng ta có là A căn 2, A trên 2, bởi vì đáy là bằng gì? Cạnh là A. Như vậy thì rõ ràng AH bằng nửa AB là bằng gì? A trên 2, bởi vì người ta nói là trùng với trung điểm AB nên là H là trung điểm AB nhá. Được chưa? Xong nhá. Như vậy chúng ta có thằng AH này bằng A trên 2. Bây giờ các em sẽ đi tính cho thầy A phẩy H. A phẩy H ở đây thì sẽ bằng gì? A phẩy H ở đây thì ở đây là vuông này các em nhá. Các em chú ý này, đừng đừng nhìn theo cái góc này to to này, tưởng là vuông. Nó vừa là 60 nhưng ta xác định ấy. Là thằng này vuông này và thằng này bằng A trên 2 này. Đi tính thằng này nhưng mà chúng ta tính tan tan của 60 thôi. Đấy, tan 60 sẽ bằng thằng này trên cho AH. Đấy, sẽ bằng tan 60 độ. Nhân với cả AH. Như vậy thằng này nó sẽ là A căn 3 trên gì? Trên 2, bởi vì tan 60 là căn 3. Như vậy chúng ta có A phẩy A rồi, suy ra V của nó bằng bao nhiêu? V nhá, các em chú ý này, chú ý này, bài này nó lại không tính là nó lại đi không nó không đi tính là thằng V V lăng trụ, à bài này nó không đi tính V lăng trụ mà nó lại đi tính V của A phẩy và gì B B phẩy C phẩy C, à đấy. Bài này nhìn tưởng dễ đây, nó đi tính cái cụm ở đằng sau này các em ạ, đi tính cụm đằng sau này, được chưa? Các em đi tính cụm đằng sau này, thì thực chất đấy, các em nhìn này, cái cụm đằng sau nhá, em chỉ cam hơi dùng đi, cái cụm đằng sau nhá thì nó sẽ bằng cả cái V lăng trụ trừ đi cái thằng thằng A phẩy ABC này đấy, A phẩy ABC, được chưa?
mà em thấy là A phẩy ABC thì đáy là giống lăng trụ, chiều cao giống lăng trụ, như vậy V nó chỉ bằng 1 phần 3 V lăng trụ thôi, như vậy thằng còn lại bằng 2 phần 3 V lăng trụ nhá. Như vậy bây giờ thầy sẽ đi tính V lăng trụ này, ABC nhân A phẩy B phẩy C phẩy thì thằng này sẽ bằng là gì? Đáy là A bình phương căn 3 trên 4 nhân chiều cao là A căn 3 trên 2, được chưa? Được không? Bao nhiêu? 3, như vậy là A mũ 3, 3 A mũ 3 trên 8, được chưa? Nhưng mà thằng này nó chỉ bằng 2 phần 3 thôi. Tại vì sao? Như thầy nói rồi, A phẩy ABC là nó chiếm 1 phần 3 thì cái phần còn lại nó chiếm 2 phần 3, đúng không em? Suy ra nhá. Đấy, suy ra chúng ta sẽ có V của cái thằng A phẩy BC C phẩy B phẩy sẽ bằng gì? 2 phần 3 nhân với 3 lần A mũ 3 trên 8. Như vậy thì 3 3 là hết, như vậy A mũ 3 trên 4. Đúng chưa? A mũ 3 trên 4 đúng là bằng A nhá, được chưa? Câu này hơi lừa tí, bạn nào không chú ý cứ quen tay tính V lăng trụ là sai thôi, còn câu này thì nó không có cái gì đặc biệt khó khăn cả. Nào các em, ok chưa? Có gì thắc mắc không? Em chào thầy, thi toán không được 10 rồi, chán thật. 9, được bao nhiêu hả em? 9,6 sai hai câu à? Ok em nhá, ok em nhá. Hợp lý. Đúng rồi, mấy bạn kia chưa thi xong em ạ, đợi tí các bạn đợt này ấy, thầy nói là đợt này cái lượt view nó sẽ giảm một tí, bởi vì sao? Các bạn đang thi em ạ, rất là nhiều chỗ đang thi. Bởi vì đến bây giờ ấy, tháng 6 là tổng kết rồi nhưng mà vẫn có rất là nhiều chỗ đang dịch và nó không thi off được, bây giờ bắt đầu thi online hết này. Bắt buộc phải làm online để tổng kết năm, như bây giờ không thể kéo sang năm sau được. Nên các trường bắt đầu thi em ạ. Và cái đấy thì phải chấp nhận thôi. Đấy, nên là mấy hôm nay có rất là nhiều bạn bảo thầy ơi em thi mấy nữa bỏ lại thầy phải chịu thôi, sao mà thầy làm nào được, thì cố lên nhanh lên được không, thế sáng 12 ok cho em nhớ. Nào cái bài này có vấn đề gì không, thì bạn nào chưa biết thì bạn Tuấn Anh cũng đã đăng ký vào VIP nhờ, và bạn cũng vừa báo thầy là điểm thi 9,6 nhưng mà thầy thực sự là không hài lòng lắm, đáng ra bạn thầy được 10 ok nhá. Thế thôi rồi, 9,6 cũng được, thầy nghĩ là cũng ok, năm sau thì sẽ được 10. Bài này các bạn hiểu chưa? Để đây chuyển nào. Hiểu cái đoạn tính V hàng ngày chưa? Đó. Còn nhá, ở thực ra ở đây nó cũng có cái em nhớ này. Nếu mà các em lấy gì? Lấy 5 trong số 6 cái điểm này. Đấy thì V luôn bằng 2 phần 3. Thầy cho em một công thức nhá. Cho em một công thức. Thực ra cái công thức này thì chứng minh được ngay thôi, nhưng mà có thể các bạn áp dụng nhá. Đấy, nếu người ta cho một cái lăng trụ, nhá, không cần biết đúng hay không, lăng trụ như thế này mà các em lấy 5 trong 6 đỉnh, 5 trong 6 đỉnh đấy, 6 đỉnh thầy gọi cái này là V nhá, này là V, thì suy ra V của cái thằng mới này này, thằng 5 trong 6 đỉnh này, thầy gọi là V1 luôn luôn bằng 2 phần 3 lần V. Không cần biết là 5 đỉnh nào, không cần biết 5 đỉnh nào nhá, cứ 5 trong 6 đỉnh này thì V luôn bằng 2 phần 3 V to rồi. Đấy. Nên thực ra câu này nếu mà bạn nào biết công thức đấy các em chỉ lấy hàng ba nhân hàng luôn, không lập luận gì hết. Còn nếu mà em lấy 4 trong 6 đỉnh thì thầy suy ra cái V2 này nhá bằng 1 phần 3 V to. Công thức được rồi thì ok, nhưng mà đây thầy các bạn ghi chép cái công thức này lại nhá. Đấy, công thức này lại, nếu người ta cho một cái lăng trụ bất kỳ là A B C A phẩy B phẩy C phẩy mà các em lấy 5 trong 6 đỉnh này, bất cứ một đỉnh nào cũng được, A chấm A B chấm à, mình lặp đường bỏ một cái đi thôi, tức là A B A phẩy B phẩy C phẩy thì cũng vẫn bằng 2 phần 3 V, A C A phẩy B phẩy C phẩy cũng vẫn là 2 phần 3 V, cứ bỏ một đỉnh đi là bằng 2 phần 3, mà bỏ hai đỉnh đi thì 1 phần 3. Chú ý. Nhớ được thì tốt, không nhớ được thì lúc đấy tự đi mà tiền diễn nhá. Chứng minh đi thầy ạ. À? Chứng minh được ngay có gì rồi này. Cái gì chứng minh, nhỉ, có gì đâu. Đấy, mấy cái này easy mà các em, easy mà.
Này, chứng 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 minh nhá, chứng minh nhá, chứng minh cho vui đi. Hôm nay thầy bảo rồi, thầy sẽ hôm nay sẽ không đặt nặng vấn đề là chưa hết, thế là cứ bình tĩnh. Đây chứng minh nhá, này chứng minh rất kỳ luôn đấy, không biết cái như thế nào. Đây nói chung là một cái làm như này nhá, a phẩy b phẩy c phẩy, được chưa, a b c nhá. Đấy thì đây bây giờ thầy lấy bừa, đầu tiên thầy sẽ chứng minh cái thằng 4 trong 6 đã, 4 trong 6 nhá. Thầy lấy bừa này, a phẩy 4 trong 6 thầy cứ lấy a phẩy với cả bọn này đi cho dễ, a b c, được chưa, bởi vì nó là hoàn toàn giống hệt nhau, thầy lấy đâu cũng thế. Nên thầy lấy như này nhá, v của thằng này bằng cái gì, các em nhìn này. Đầu tiên nhá, nếu giả sử thầy gọi h, không biết ở đâu, h là chân đường cao, được chưa, thì v lăng trụ lúc này là bằng cái gì, v lăng trụ nhá, v lăng trụ nó sẽ bằng là gì, a phẩy h nhân s tam giác ABC, được chưa. Thế thì v của cái thằng trên này, a phẩy ABC bằng gì, rõ ràng nó cũng nó sẽ bằng 1 phần 3 lần a phẩy h nhân với cả s tam giác ABC. Như vậy có phải là v của thằng này bằng 1 phần 3 v của lăng trụ không, suy ra v của a phẩy ABC bằng 1 phần 3 v gì lăng trụ đó, được chưa, rõ ràng nhá. Như vậy thì em các em lại suy từ đây, em suy ngược ra, suy ngược ra là nếu mà em lấy em bỏ cái phần v của thằng đấy đi thì các em sẽ có v của thằng a phẩy b phẩy c phẩy cb thì bằng đúng là v lăng trụ trừ đi b thằng này đấy, bằng v lăng trụ đấy, bằng v lăng trụ trừ đi v của a phẩy abc, được chưa. Mà cái này hiển nhiên là bằng gì, 1 trừ đi 1 phần 3 là 2 phần 3 v lăng trụ đó. Mà không mất tính tổng quát thì đây là thầy gọi giả sử bất kỳ, thế nên là với bất kỳ cái điểm nào em lấy ra từ trong thì trong 6 điểm đấy chúng ta đều có điểm này thỏa mãn, được chưa. Như vậy là chúng ta chắc chắn là sẽ có cái điểm này thỏa mãn, ghi lại nhá, áp dụng cho nhanh, nhớ đầu được, ok chưa. Đấy ok, thế là xong rồi, ok nhá, xong xong câu này nhá. Cái này nó chỉ là thực ra ấy, các em nhớ này, những cái kiến thức nhỏ nhỏ này luôn luôn tạo ra thành một cái kiến thức lớn khi các em áp dụng vào các em rất là nhanh, giống như kiểu là gì, trung tuyến đứng với cạnh huyền, 1/2 cạnh huyền ấy. Đấy, em làm em tính như thế nhanh hơn Pythagore rất là nhiều, đúng Pythagore được chẳng sao, ok nhá, thôi bỏ qua đi. 8 nào các em, thôi câu này có cần chữ không, lại liên quan đến khoảng cách này, có bạn nào hứng thú không để làm câu 8 ạ. Bạn nào làm câu 8 không? Chả hiểu gì à? Thôi bạn 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 Mỹ Linh nhá, không hiểu gì các em cứ chép cái đấy vào. Xong rồi đến đến lúc nào mà cần thiết ấy, em lôi ra áp dụng này. Gặp thì áp dụng vào đập vào đó. Thế thôi. Không hiểu được. Này dễ hiểu, dễ nhớ mà. 5 trong 6 đỉnh bằng 2 phần 3, 4 trong 6 đỉnh là bằng 1 phần 3. Dễ nhớ, dễ hiểu. Không cần thiết phải 100% hiểu nhá. Ok nhá, bạn nào đang xem giúp thầy một like, một share nhá. Còn anh chưa làm, làm sao ngồi im tí tít, chả nói gì cả. Ok nhá, câu 8 còn chưa không? 8 còn chưa không? Còn mày chưa 10 câu đâu. 2 câu nữa. 8 8B à? Các em 8B chuẩn không? Rồi, tôi chưa câu 8 nhá, chưa câu 8 mà thêm một câu nữa nhá. Đây là trường chuyên Hoàng Văn Thụ ở Hòa Bình năm 2021 nhá. Bạn nào mà làm cái file này mà các bạn làm được hết ấy thì chúc mừng các em chinh phục được, coi như là các em chinh phục được phần hình không gian khi đi thi đại học đấy, tính thể tích ấy, coi như là em đã chinh phục được rồi. Cho hình chóp tứ giác đáy là hình vuông, SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng đáy, ok, đáy là hình vuông thì ok rồi, cái mặt phẳng này là tam giác đều nằm trong mặt phẳng góc các với đáy. Các em thấy ngay là AB thì chính là gì, giao tuyến từ S hạ vuông góc xuống AB, hiển nhiên là gì, là chiều cao luôn, mà tam giác này đều như vậy hạ xuống và chúng vào trung điểm AB nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có ngay hình nó sẽ như thế này. Đầu tiên ấy nó là hình vuông, vẽ hình bình hành. Đi thi thì giấy nháp là phổ đi, cứ vẽ to nhá.
dễ nhìn. Ở đây giấy của thầy nó không phù đi mà vẫn phải mua. Thế mày à, bạn nào hỗ trợ thầy ít giấy để thầy vẽ hình nó to dễ nhìn, thì nó rơi ở trung điểm của AB nên là các em lấy từ trung điểm AB em nối thẳng lên và thì các em sẽ được chiều cao. Được chưa? Để lại nha. Cái này chả cần chính xác lắm đâu, miễn là nhìn được là được. Bây giờ người ta nói là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCD là bằng bao nhiêu? Khoảng cách từ A mặt phẳng SCD là 3 căn 7 A trên 7. Tính V đằng chóp này. S đáy mình biết là bao nhiêu chưa nhỉ? S đáy ở đây là mình sẽ có ngay này. Nó là hình vuông. Đấy. Tam giác này là tam giác đều. Ồ, chúng ta không biết S đáy luôn. Vì chúng ta không có cạnh đáy bằng bao nhiêu cả. Đấy, nằm trong mặt phẳng góc đáy, chỉ biết là khoảng cách từ A đến là như vậy thôi. Thế thì ở đây nhá, các em nhìn thấy này, khoảng cách từ A chính là bằng khoảng cách từ H, bởi vì AB song song với CD rồi, công thức chuyển điểm. Như vậy nó bằng khoảng cách từ H. Như vậy bây giờ thầy sẽ đi tính khoảng cách từ H đến gì? Mặt phẳng SCD. Đấy, thì các em biết bây giờ nhá. Mình chẳng có cái gì, bây giờ mình chẳng có cái công thức gì đúng không? Thì thầy sẽ gọi thằng này là x đi. Đấy, thầy sẽ gọi thằng này là x. Được chưa? BC để cho bằng x. BC bằng x. Thì các em suy ra ngay được AB bằng x. Vì đây hình vuông. Cho em suy ra ngay được SH là bằng gì? Chiều cao trong tam giác đều. Như vậy nó bằng x căn 3 trên 2. Được chưa? Mà các em có ngay là khoảng cách từ D từ H chỉ là chân đường cao nên bằng SCD, chúng ta có công thức rồi. 1 trên D bình bằng 1 trên H bình cộng 1 trên K bình. Được chưa? Như vậy tương đương đây các em sẽ có 1 trên d bình. D bình thì người ta có là thằng này rồi. Như vậy thằng này mà các em bình phương lên thì nó sẽ bằng là 3 lần a bình phương trên 7. Đó 9. 9a bình phương trên 7. Chưa? 9a bình phương trên 7. Bằng này. 1 trên h bình. H bình thì các em có là chiều cao là thằng này rồi. Như vậy các em sẽ có 1 trên 3 lần x bình phương trên 4. Cộng với 1 trên K bình chính là khoảng cách từ H đến đây. Thì đúng bằng BC, tức là bằng X. Thì nó bằng 1 trên X bình. Thì các em tính ngay được cho đấy X bình bằng bao nhiêu? À, X bằng bao nhiêu? Đấy, bấm máy là ra thôi, đúng không? Thôi, thầy sẽ viết từ từ nhá. Như vậy thằng này các em sẽ có tương đương này. Thầy thầy lộn ngược lên, như vậy nó là 7 phần 9 lần A bình sẽ bằng là 7 phần 3 lần X bình, được chưa? Suy ra được đấy, x bằng bao nhiêu? Thầy bấm một tí nhá, nó sẽ ra rồi. Lộn ngược lên là 9/7. 9/7 mà lộn ngược kia lên là 3/7. Như vậy thì chúng ta sẽ có ngay được nó là bằng 3 lần a bình bằng x bình. 3 lần a bình bằng x bình, như vậy thì thằng này bằng a căn 3. Ok nhá, bằng a căn 3 các em ơi. Như vậy có rồi, có x bằng a căn 3. Như là xong, cả bài toán này giải quyết xong rồi. Thằng này bằng a căn 3, như vậy các em suy ra được v của nó bằng gì? V đây ta tính v chóp đúng không? V chóp rồi nhá. V chóp thì sẽ bằng 1/3 này. Đáy này a căn 3 thì đây là hình vuông nên là thằng này nó sẽ bằng là 3 lần a bình. Đáy diện tích đáy bằng a 3 lần a bình nhân với chiều cao SH là bằng x căn 3 trên 2, mà thằng này là a căn 3, như vậy nó 3a trên 2 nhân 3a trên 2. Và thằng này 3 3 hết, như vậy thằng này là gì? 3 lần a mũ 3 trên 2. 3 lần a mũ 3 trên 2 là đúng rồi đó ạ. Đi đúng không? Bỏ. Ok, các em đã thấu hiểu được cái bài toán này chưa nhỉ? Thấu hiểu bài toán chưa? Thầy làm ngắn mà em làm dài vãi trưởng à? Đó là đẳng cấp đó. Nếu mà các em thấy thầy làm ngắn và các em làm dài thì các em hãy liên tưởng đến hai từ đẳng cấp đó. Mà muốn được đạt được đẳng cấp này thì làm sao? Thì phải gì? Đăng ký khóa VIP em. Lên đẳng cấp ngay, có chữ VIP mà. Đấy, có chữ VIP nó chả đẳng cấp hơn, đúng không em? Nói đùa thì thôi, các em đăng ký VIP đi. Đó, thầy nghĩ là 2.000 một ngày để cho chúng ta có cái mục tiêu 8 cộng 9 cộng đại học là một điều thầy nghĩ là
rất rẻ. Các em đi học thêm một buổi là đã bao nhiêu? Nếu ở các thành phố lớn là rơi 800 à 80 đến 100 nghìn. Thế mà cả chia ra thì các em thấy không? Nhân lên nó nhiều hơn hẳn, một tuần 2 3 buổi. Đây cả một tuần các em mất là bao nhiêu? 14 nghìn. Chết giờ. Một tuần không bằng một buổi của em đi học, bằng 1 phần 8, 1 phần 7. Đó. Ok nhá, hiểu chưa? Ok rồi đúng không? Ok nhá. Các em hiểu rồi đúng không? Các em hiểu bài rồi đúng không? Chưa đúng một bài nữa này. Đấy, các em chọn bài nào đi, các em cho các em biểu quyết đi. Chọn một bài đi trong trong số mấy bài này, chưa đúng một bài nữa rồi. Rồi ngồi chém gió kể chuyện tí, vui. Thật sự là từ thầy nghĩ là ấy, trong tất cả các thầy like nhá. Đấy, các em thấy không? Trong mọi thầy luôn, mọi thầy like luôn. Thì suy ra thầy là gì, lại lâu nhất luôn, lần nào thầy cũng bảo là cố gắng là dạy 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng mà 1 tiếng rưỡi không hết bài, lại ngồi đến 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi thầy ngoài nhất quyết không không lại quá nữa nhá. Đấy, chọn một bài đây, đã cho em biểu quyết chọn bài nào, chọn để chữa một bài trong đống này, em thích chọn bài nào chọn. Bạn nào đang xem mà chưa like share thì giúp thầy một một like một share nhá. Đấy. Xem lại nó hơi mất kiên nhẫn đúng không? Đúng rồi. Bạn nào mà các em chú ý này, bạn nào mà hỏi bài ấy thì vào group nhá, group đăng giúp cho thầy. Tại vì các em chat thì thầy cũng không theo dõi được cái group thế này. Đấy, mới nhảy vào lúc mới nhá, bạn nào chưa vào thì vào giúp thầy nhá, đây thầy gõ cái group lên. Các em chọn bài đi, không là thầy không chữa nữa đâu. Đây nhá. Câu 4 là 4 chịu rồi, Miên ơi, câu 4 chịu nhá. Thầy đợi mãi không bạn nào chép đề cho giấy gửi thầy. Chịu rồi. Đấy, group thầy vừa post lên nhá, bạn nào chưa vào thì vào giúp thầy nhá, tại vì cái group kia một chút vấn đề. Đấy, nên là phải đổi sang group mới, chuyển nhà đấy, thầy chuyển nhà mới nhá. Nào các bạn ơi, có bạn nào thích câu nào không để thầy để làm nào? Thích câu nào không? Bạn nào thích câu nào? Thế thôi, mình làm câu 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 10. Cứ tròn mà làm đúng không? Mình làm câu 10 nhá. Câu 4 á, sao các bạn lại cứ thích làm câu 4 nhỉ? Không, thầy không chữa câu 4 nữa. Đấy, thế nó mới cay. Thầy không chữa câu 4 nó mới cay đấy. Thầy chữa câu 10. Các em thích thì mai thầy bốt giải câu 4 lên nhưng mà xem. Rồi thầy không chữa đấy. Làm những cái việc gì mà các em thích thì thầy sẽ đi ngược lại, tăng tương tác các em ạ. Bây giờ mà có bạn nào inbox vào page đăng ký khóa học. Đấy, chuyển tiền luôn, thầy chữa ngay câu 4 nhé. Thôi chữa câu 10 này, rồi lan man để rồi chữa câu 10. Câu này là một câu dễ. Câu này là câu dễ. Thôi câu này mình chữa câu dễ đi, tại sao? Tại vì là câu cuối rồi, chữa cho nó vui. Ta cho chúng ta là đáy là một hình thoi. Thôi mình cứ vẽ thành hình bình hành đó, đấy mình thôi mình vẽ thành hình bình hành tâm ô SO vuông góc với cả mặt đáy, nên là thầy vẽ thẳng SO lên. Câu này thì thực ra nó khá là vui thôi, tại các bạn không comment yêu cầu nên là thôi thầy cứ chữa câu nào dễ thì chữa. Phải nó nhẹ không, mình có góc B
BCA là bằng 30 độ. Người ta hỏi tính hình chóp. Được chưa? Thì ở đây ấy, các bạn nào mà biết rồi ấy thì hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau, đấy sẽ vẽ ngược ra đây nhá. Ở trên rồi vẽ hình này hình 60 rồi các bạn, làm sao 30 được, ok nhá. Ở đây 30 chỗ này đi, 30 chỗ này hợp lý này. Đó, góc nào được BCA như vậy thì đây là gì? ABC được, góc này 30 độ này, tâm mô. Bởi vì ở đây người ta cho SO rồi, tức là có chiều cao rồi, như vậy chúng ta chỉ đi tính diện tích đáy thôi. Mà bạn nào mà xem cái file này rồi thì em biết là gì, S của ABCD sẽ bằng là 1 phần 2 AC nhân cả BD. Mà chúng ta biết là gì, cạnh là A, góc này 30 độ. Bây giờ chúng ta phải đi tính hai cái đường chéo, được chưa? Thì các em thấy này, đối diện với góc 30 độ trong tam giác vuông, đối diện góc 30 độ bằng nửa cạnh liền, suy ra được chúng ta có hai OB bằng A trên 2, suy ra được BD bằng A. Ok chưa? BD bằng A nhá. Bây giờ chúng ta đi tính OC. OC thì sẽ bằng là gì? Cốt của 30 độ nhân với cả BC, như vậy bằng A căn 3 trên 2, được chưa? Suy ra được ngay AC của chúng ta bằng A căn 3. Như vậy quá đơn giản rồi, suy ra S đáy của chúng ta sẽ bằng gì? 1 phần 2 AC nhân BD, AC bằng A căn 3 nhân với cả BD, BD bằng A, như vậy thằng này bằng A bình phương căn 3 trên 2, được chưa? Có suy ra được V ngay. V của chúng ta sẽ bằng là gì? 1 phần 3 chiều cao nhân S đáy bằng 1 phần 3 SO nhân với cả S đáy, được chưa? Như vậy cái này bằng bao nhiêu? 1 phần 3 nhân 3 lần A trên 4 nhân với cả A bình phương căn 3 trên 2. Như vậy thằng này bằng bao nhiêu? 3 cạnh 3 là hết. Đấy, như vậy nó bằng A mũ 3 căn 3 trên 8. Được chưa? A mũ 3 căn 3 trên 8. Xong nhá, xong. Đấy, bài toán khó không em? Bài toán này rất khó nhá, rất khó. Và thầy giải nó chỉ mất từng đấy thời gian thôi, rất nhanh đúng không em? Khó nhiều khi nó cũng chán á. Thực ra mà nói này, với bài khó ấy, các em hãy suy nghĩ bình tĩnh, tính toán từng ly từng tí một, các em sẽ giải được bài toán thôi. Còn nếu mà các em cảm thấy bài 4 thực sự nó là quá khó, các em cần phải có lời giải ấy, thì thầy sẽ post lên trên group. Yên tâm, có gì đâu. Nhẹ nhàng thôi mà, đơn giản thôi mà. Ok câu 31 đi thầy ạ. À, câu 31 là câu nào vậy em? Ok nhá, ok chưa? Xong chưa? Câu này các bạn này hiểu chưa? Hiểu không? Câu này khó lắm, hiểu không? Đấy, câu này khó. Khó nhá. Hiểu chưa các em? Hiểu chưa để ngồi kể chuyện nào? Nhưng mà các bạn phải muốn thầy kể chuyện gì mới kể chứ. Khó nhiều khi nó cũng chán, gặp câu khó làm gì đi ngủ. Ok, hợp lý em ạ. Nếu mà gặp câu khó quá làm gì đi ngủ được, đó là hợp lý đấy em ạ. Ok chưa? Rồi ok nhá, thôi xong nhá. Đấy, chốt như vậy. Ở đây còn 5 câu nữa, 5 câu này các em về tự luyện lại nhá. Tự luyện lại để xem kết quả như nào. Thực ra ở cuối này thì có để kết quả rồi, đây có để kết quả rồi. Thì các em có thể dựa vào kết quả để các em mò ra cách làm thôi. Đấy, làm đi làm lại. Thực ra bản thân thầy rất là muốn các em là người làm rồi các em thầy mới chữa. Chứ còn nếu mà thầy chỉ chữa trước thì rất khó đó, nó vào kiến thức vào đầu óc của em nhá. Ok nhé, bọn em nghĩ xem muốn muốn nghe cái gì nhá. Đấy, có cái gì vui không, kể chuyện tí cho vui, xong rồi mình sẽ họp stream em. Muốn thầy kể chuyện gì nào, bây giờ thầy muốn thầy kể chuyện gì? Hôm nay là một trong những ngày mà gọi là vô cùng hiếm hoi mà chúng ta kết thúc live live sớm, nên là thầy sẽ ngồi kể chuyện với các em.
Đấy, thầy sẽ để cái này đây cho bạn nào chưa biết nhá. Thôi giới thiệu lại cái nữa xong rồi thì kể chuyện. Đấy, bạn nào mà chưa biết ấy, nói mãi rồi cũng chán. Đấy. Là thầy đang có cái khóa ôn thi trung học phổ thông quốc gia 2020 để cho 2024. Mục tiêu là 8 cộng 9 cộng đầu ra. Đấy, khẳng định luôn nhá. Không được kém từng này điểm ấy thì trả lại tiền. Với điều kiện các em tham gia đầy đủ tất cả các buổi, làm đầy đủ bài tập, luyện thi đầy đủ, không bỏ buổi nào nhá, không bỏ cái like, các cái bài tập, được chưa? Khóa này gồm 3 phần, đó là ôn 11, học sớm 12, chúng ta làm đây, luyện đề và tổng ôn. Mỗi khóa con này gồm 800 nghìn, 800 nghìn, và tổng 3 khóa hiển nhiên rồi, 8, 3, 2, 4 đúng không, 2 triệu 4, nhưng mà bây giờ đang có ưu đãi 50%, rồi là còn 1 triệu 2, và tôi cũng lấy lại cái này là 50 suất đầu, nó gần hết. Các em cố gắng đăng ký nhá để chúng ta được cái ưu đãi đó. Thì thông tin về khóa học là từ tháng 5 đến khi thi, chúng ta sẽ học từ tháng 5 đến khi thi, từ tháng 5 đến tháng 12 chúng ta sẽ học sớm 12, quét hết các cái bài tập thường đọc để giúp các em được từ 8,5 đến 9 điểm, thậm chí nếu bạn nào hiểu được những gì thầy nói thậm chí có thể trên 9 luôn. Các em có thể thấy là thầy post có những cái bài là câu 48 về đi rồi, em có thể làm được với kiến thức thầy dạy rồi đó. Từ tháng 5 à, từ tháng 1 đến tháng 3 chúng ta sẽ quay vào luyện đề vì chúng ta học hết kiến thức rồi, bắt đầu ta sẽ đi vào luyện đề, và luyện đề sẽ giúp các em được tối ưu hóa điểm số trong cái thời gian thi 90 phút và giúp các em chắc hơn về kiến thức mình đã học ấy đó nhá, các đề của các sở các trường. Được chưa? Từ tháng 4 đến tháng 7 chúng ta sẽ tổng ôn rồi, và học lại các cái dạng bài tập thường gặp, các câu hỏi lý thuyết, những các lỗi sai để chỉ ra, và sẽ có những cái mẹo giải nhanh, tất cả các thứ ở trong này có hết nhá. Đó, bạn nào mà học thầy rồi, theo dõi thầy đầy đủ thì hiện nhiên biết rồi, rất nhiều cái hay. Thì bây giờ đang có cái ưu đãi theo nhóm là nếu mà các em đăng ký từ 2 đến 7 bạn thì sẽ được giảm tương ứng từ 100 đến 400 nghìn đấy. Tức là bây giờ khóa học chỉ là 800 nghìn, chia ra là 2 nghìn một ngày, không bằng bọn em đi ăn sáng luôn. Nếu mà các em rủ được 10 bạn thì các bạn rủ tôi đi luôn. Đấy. Thế thì khóa VIP và khóa thường thì nó khác nhau như nào? Các em hiểu đơn giản khóa thường là bạn thử thử khóa VIP và nó sắp bị giới hạn rồi. Đấy, tại không mong muốn như thế, nhưng mà cái điều này bắt buộc xảy ra. Các bạn khóa VIP bạn mất tiền thì các bạn sẽ phải đổi hơn khóa thường. Thì khóa thường thì đến tháng 6 nhé, qua tháng 6 thì ví dụ thầy live một tuần 4 buổi thì khóa thường sẽ có lẽ chỉ được 2 buổi thôi. Thì hiển nhiên rồi, các em không được nghe live đầy đủ thì hiển nhiên là sẽ không được đầy đủ kiến thức, và từ lúc đấy thì các em sẽ không thể làm được đầy đủ tất cả các bài tập, được chưa? Còn trong khóa VIP này thì các em được hỏi đáp miễn phí, được xem lại live, được thi thử rất là nhiều, được tài liệu siêu khủng siêu hay, full giải chi tiết các kiểu, các loại điều, được chưa? Nếu mà các em có muốn được tư vấn thì các em inbox vào page của thầy hoặc inbox thẳng với thầy cũng được. Đấy, còn nếu mà không thì các em liên hệ với chị trợ giảng lên Nga với rách, ví dụ rách nhá, thì các chị sẽ gọi là tư vấn nhiệt tình hết cỡ cho bọn em luôn đó. Rồi, quảng cáo thì đã xong, mong rằng là thầy sẽ nhận được nhiều inbox đăng ký của các bạn. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua chuyên mục là gì, chém gió cuối ngày. Tôi thích nghe chuyện người lớn á. Chuyện người lớn thì có cái gì đâu em, sáng dậy ăn uống lao đầu làm việc, đến buổi trưa đi ngủ được tí 30 phút dậy lại làm việc, đến tối đây ngồi lên đây chém gió bọn em đây. Đấy, công chuyện người lớn ấy. Chuyện người lớn thì thầy cũng chả cái mẹ gì để nói cả, chuyện trẻ con mình có nhiều để nói mà. Thế em thích nghe chuyện người lớn hay chuyện trẻ con nào? Đấy, thầy nhớ thầy đập vào cái cam nó rung quá nào các em ơi. À bây giờ câu hỏi thì làm giáo viên liệu có thể trở thành trẹo phú được không hả thầy? Ok em nhá, làm giáo viên thì có thể trở thành trẹo phú được nhá em nhá, nhưng mà trẹo phú ở đây là phú gì? Đấy, phú gì, phú diễn hay là phú gì đấy thì chưa biết nhá. Đấy, triệu phú mà thì chưa chưa rõ, nhưng mà trẹo phú là chắc là được nhá. Các em thấy không, triệu phú đô la thì có, triệu phú tiền Việt thì thầy triệu phú này. Đấy, 1 triệu bí lúc nào thầy có 1 triệu nhá, tại vì thầy không tiêu. Đấy, triệu phú mà tiền triệu là phú rồi. Ok em nhá.
Nào, con câu hỏi nào nữa không nhỉ, để trả lời các câu hỏi này. Rất là nhiều này. Thầy làm kỹ sư gì á? Ok, thầy thì tốt nghiệp đầu tiên là trường đại học Bách khoa, khoa điều khiển tự động hóa, kỹ sư điều khiển tự động hóa nhá. Đấy, còn làm về cái gì? Làm với rất nhiều thứ trong công nghiệp, hoặc là các em thậm chí những từ những cái đơn giản như là robot hay là điều khiển đèn giao thông, tất cả thứ đấy thầy đều làm được. Sau đấy thì thầy có vượt qua bên sư phạm nữa để lên đây ngồi chém gió với các em, được chưa? Đó. Thầy nhiều áo xanh á, ui, màu xanh là màu ưa thích của thầy, đấy, khẳng định luôn, màu xanh da trời nhá, không phải xanh nước, không phải xanh lá cây nhá, không phải xanh ngọn chuối luôn, ok. Thầy kể chuyện con mèo nhà thầy và quá trình trưởng thành đi á, con đường trở thành hot mèo đi à? Ok. Thầy thì thầy thích con mèo đấy, à, thầy thích mèo. Thế là thầy mua con mèo về nuôi từ bé. Đợt trước Tết nó ngã từ tầng 4 xuống què quặt các kiểu, thầy không ảnh lúc đấy, không thì em nhìn thấy bây giờ khác từ bao giờ, mà thầy vứt con mèo vào kia rồi không khoe được đấy, không khoe con mèo đấy. Thì con mèo nó được năm thôi, thầy nuôi được một năm đấy, khá là hay, nuôi mèo con hay nhưng mà dữ lắm. Bọn em mà đến học họp nó vả luôn. Thầy nuôi nó bao nhiêu ngày rồi đấy? Thầy nuôi được tầm một năm. Đấy, buổi nào thầy sẽ khoe, để buổi nào rảnh rảnh như hôm nay này, cho thầy chuẩn bị trước, thầy để nó bên này khoe. Các bạn thầy để nó phòng phòng bên kia vì sợ nó kêu lúc mà rảnh lên nó kêu, thì thoảng nhảy lên làm đổ cam nữa thôi, để thầy giải quyết sang bên kia. Thầy làm kỹ sư lương tháng bao nhiêu ạ? Thầy cũng bây giờ thầy đang đi dạy rồi, lương kỹ sư chắc là không tính được em ạ. Còn đi làm kỹ sư thì tùy, em tra lương kỹ sư trên mạng thấy đấy. Thầy kể về cuộc đời và sự nghiệp á, đơn giản mà em, cuộc đời thầy sinh ra đấy, từ một ngày nào đấy của một năm nào đấy trong lịch sử của Việt Nam đấy, và trên trái đất. Đó, cụ thể thì nó ở Phú Thọ, sau đó thì tự dưng nó lại bay xuống Hà Nội, thầy đi học ở Hà Nội đấy, thì từ bé đến lớn thì thầy đều giỏi cả đấy, mỗi vậy thôi. Trong các năm đi học thì thầy toàn đi thi học sinh giỏi, cũng có những năm được nhất thầy, không nhất thành phố, ba thành phố, về thành nhất huyện. Sự nghiệp thì chưa có gì, đến bây giờ vẫn đi đi lên chém gió thì các em biết rồi đấy, cũng đưa được khá khá bạn vào trường đại học, điểm thi thì cũng cao đấy, có cũng coi một số thành công mà nó là một số vui vẻ. Thực ra đi dạy thì rất là vui, và các em đây rất là vui, thật sự là như thế. Còn cái gì nữa không nhỉ? Đấy. Các em hỏi kỹ kỹ vào thầy trả lời cho. Làm gì nhanh giàu ở thầy á? À? Đi ngủ, đi ngủ nhanh giàu cực kỳ luôn. Các em chỉ mất tầm khoảng 15 phút để đi vào giấc ngủ, và sau đấy là các em có hẳn 6 tiếng sau đó là các em tỷ phú, triệu phú, triệu triệu phú, tỷ tỷ phú. Em thích làm gì làm đấy, dùng tiền mua gì được, tuyệt vời luôn, đẳng cấp luôn, sang trọng luôn đấy, đấy. Còn sau đấy khi mà tỉnh dậy ấy thì tức là coi như là mình cất tiền vào két, xong đến tối mình lại mở ra mình dùng tiếp. Mỗi một ngày bọn em có tầm 6 tiếng đi ngủ buổi tối, à đâu, bọn em 8 tiếng, 8 tiếng bọn em tiêu tiền thoải mái. Thầy nghĩ là cuộc sống một ngày 24 giờ, mình làm việc đi là 8 tiếng đi đúng không, thì mình cứ gọi là nghỉ ngơi ăn uống, xong 8 tiếng sau mình đi tiêu tiền, cuộc sống thế là gì vậy, tuyệt vời, đỉnh cao luôn, chả phải lo nghĩ gì đấy. Thầy thích gì ấy? Thích nhiều thứ lắm em ơi, kể chuyện cổ tích á. Ừ, kể chuyện cổ tích thì kể mất thời gian em ạ, bây giờ mình chỉ kể chuyện đời sống, kể chuyện người nhớ thôi em ạ. Đấy, người nhớ đấy. Nó kêu, con mèo kêu nhiều không thầy? Con mèo kêu không nhiều mà con mèo rất là ngoan, trừ khi lúc nào nó hư luôn. Bổ ích phết à? Ok em, bọn em cứ đặt câu hỏi thoải mái. Thầy nói thật là thầy chả thiếu gì ngoài tiền, còn kiến thức thầy nhiều lắm.
Thầy sắp giàu chưa? Sắp rồi em. Giàu thì có gì đâu mà. Giàu người ta kia mua một can rẻ rẻ. Nhà thầy thậm chí còn mấy can dầu đấy kia được đấy. Lúc nào thầy mang lên cho em xem nhá. Dầu nhiều lắm. Có gì đâu. Thầy có thích nhạc không á? Nhạc gì? Đây là nhạc gì? Nhạc thì có thích, mà tùy lúc, tùy thời điểm. Đấy là nhạc gì? Nghe nếu mà là nhạc theo đúng nghĩa nhạc thì thầy thích nghe của Đen Vâu đấy. Thầy không dám bật ở đây, vì bật ở đây nhỡ nó bản quyền nó ban bố pet thì chết. Làm thế nào để giỏi ạ? Do thiên tư hay là cố gắng hơn thầy, học chuyên một môn tốt hay hay là đều các môn thầy? Thì nói qua về việc học, đáng ra là kể chuyện không nói chuyện học, nhưng mà thôi có bạn hỏi thì trả lời này. Việc học ấy, do gọi là trí thông minh cái gì nó chỉ chiếm 10% thôi, cố gắng nó sẽ được 90%. Đấy, nhớ em nhớ 10% tư duy và 90% là cố gắng, nhưng mà tất nhiên trong 90% đấy các em cần có người định hướng tốt, định hướng chính xác cũng như là cách thức cho bọn em học, thì người đấy chính đang ngồi đây đang chỉ rõ bọn em đây. Cố gắng đăng ký khóa VIP đi nhá, để thầy hướng dẫn bọn em cách tư duy đúng và làm đúng để 9 cộng 10 cộng luôn nhá. Đấy, thế còn học đều hay học nên học chuyên một môn thì thầy nghĩ là nên cố gắng một ban, tức là chuyên về ban A chẳng hạn, đấy, hay là chuyên ban D, tức là mình chuyên một ban thôi. Còn thời gian nếu mà để học một điều, tức là học môn được quá tốt, nhưng mà thầy nghĩ là khó, quá khó. Bản thân thầy không phải là người tức là học môn giỏi. À, lúc nãy có một bạn hỏi thầy là thầy bao nhiêu điểm khi mà thi đại học? Thì thầy thi đại học năm đấy là 26,5, 9 toán 10 lý, tự tính ra hóa nhá. Thầy thi hai môn nhất đỗ rồi nên hóa thì hơi chủ quan, làm sai có chục câu đầu rồi. Thầy có cho mèo nghe nhạc không thầy? Không, con mèo nó chỉ thích đi ngủ thôi. Bố em đang nghe thầy chém gió này à? Thầy có chém gió đâu, thầy nói chuyện cuộc sống người nhớ làm gì nữa. Thầy có giỏi mà. Thầy giỏi văn giỏi toán rồi, thầy có giỏi tiếng Anh không? Thầy không giỏi tiếng Anh em ạ, thầy chỉ giỏi tiếng em thôi. Đấy, thầy gọi em ngọt sớt từ nãy giờ thì thầy gọi bao nhiêu em đây còn gì nữa. Tiếng em thầy giỏi nhất nhá, còn tiếng Anh thì hơi khó. Đâu nhỉ? Để vừa các bạn trả lời nhiều quá, các bạn chém nhiều quá, thầy chưa trả lời hết được, từ từ bình tĩnh nhá em nhá. Thầy có thích group cũ hay người yêu cũ không? Ủa giời, cái gì cũ thì mình phải thay mới. Mình cần gì phải nghĩ về cái cũ của em. Đấy. Bây giờ các em cứ để cái bánh mì từ hôm qua đến ngày hôm nay xem các em ăn cái bánh mì cũ với cả cái mới thì cái nào ngon hơn. Biết ngay gì đâu. Thầy về thầy có xé đề hóa không ạ? À? Không. Thầy làm xong đề hóa thì kệ bố lắm, thầy biết đúng rồi mà. Nên là thầy không cần suy nghĩ. Thầy luôn là giỏi á. Đâu, thầy nói chuyện cũng được. Bọn em hỏi câu nào thầy trả lời câu đấy là gì đó. Đấy, bọn em thích nghe chuyện gì thầy kể cho. Về cuộc sống, về tình yêu, sự nghiệp, về con mèo, con lợn, con gà, con chó hay là bất cứ con gì cũng được. Ok. Hôm nay ngồi chém gió bọn em cho vui. Chém gió 10 rưỡi nhá. Đấy, cụ thể luôn. Đó. Cũ mới nhiều kỷ niệm thế ạ. Kỷ niệm ấy nó không lôi ra được em ạ. Đấy, kỷ niệm nó chỉ là một cái hoài niệm về quá khứ. Đấy, các em mà cứ giữ kỷ niệm ấy thì các em không bao giờ tiến được lên tương lai. Ví dụ thì nói đơn giản như này, hôm qua em được 1 và trong đầu em lúc nào con 1 ấy, làm sao lên được 10? Các bỏ con 1 đi. Rồi cố gắng mà tiến lên con 10 nhá. Mà muốn tiến lên con 10 thì làm gì? Đây này, khóa học đây này, đấy, thấy chưa? Về nhá. Thầy có nghịch dạy đi vào sổ đầu bài không? Thầy sẽ đẩy cấp 2 nhá, thầy nói đơn giản, thầy học sáng ở trường, chưa trèo qua bờ rào với cả không phải trèo bờ rào, trèo qua bờ tường với một đống đứa đi đá bóng. Chiều về phát cũng trèo thừa vào nhanh mà kiểu cái cổng nó đi xa ấy, thầy trèo đường vào, chả thấy có ai cả. Lên học xong rồi vào lớp phát bảo vệ lên gọi vào lớp số kết quả kiểm điểm. Để sổ đầu bài đơn giản lắm, không có gì đâu. Hay vào trong lớp làm gì? Ngồi nói chuyện phát vào sổ đầu bài bình thường. Nhưng mà cả năm cấp 2 thầy chỉ ra đúng một lần, đồng đội hơi bị nhiều luôn.
Thầy lúc đầu ngu hóa hay giỏi từ nhỏ hả thầy? Thì hóa thì thầy cũng có thể nói là giỏi. Lên lớp 10 thì thầy đi thi hóa thành phố. Toán là thầy thi thành phố thì nhiều, nhưng mà hóa thì chỉ đúng một năm lớp 10 thì thi thành phố đâu. Cái đấy là thi loại ở trường này, thầy không được nhất, không được nhất trường, mà là được thứ ba. Nhưng mà lên thành phố không được giải. Tại vì hồi đấy có một câu thầy không biết là bây giờ hóa nó như nào, nhưng ngày xưa có một câu là gì, các em hãy tìm cách để gọi là tìm ra cái chất đấy trong một đống chất để ta cho. Thế là thầy loại được nó còn tầm khoảng ba chất thì thầy không thể loại được nữa. Thế là thầy không biết làm cách nào, thế là nó chỉ có một cách là thử vào xong rồi tính ra xem số mol các kiểu có giống không ấy, thì thầy không thử vào. Thế là thầy ghi là chọn à thử lại ta có chất đúng là chất này. Thế là tại vì thầy nghĩ là cách đấy nó ngu quá, là có cách nào thông minh là. Thế thầy ra hỏi các bạn bảo ừ chỉ có thử vào thôi. Thế là thôi thầy chịu luôn, thầy biết thế là không cho điểm. Thầy có hay đá bóng không ạ? Nếu có vị trí nào? Thầy chỉ đá bóng từ hồi cấp 2 thôi, cấp 3 lên thì thầy không không thích đá bóng nữa. Vì sao? Thầy bị cận. Mà có một lần đá bóng là bóng đập vào kính là vỡ kính các bạn đấy. Từ đấy thầy không thích đá bóng lắm nữa. Vị trí á, hậu vệ anh em nhá. Vị trí hậu vệ. Cái gì đây? Khi đó thầy học bao nhiêu tiếng một ngày và cách phân bố thời gian như thế nào? À đây, cách phân bố thời gian thầy, tất nhiên thầy không khuyến khích bạn học, học theo. Đấy là thầy học ở trường đến 5 rưỡi, đi về nhà nghỉ ngơi 6 giờ học, 6 giờ thế là bị bắt học thêm từ 6 giờ đến 8 giờ thì xong. 8 giờ xong ăn cơm xong thì đấy là xong thì bạn thầy học từ 8 giờ, học thêm từ 8 giờ đến 10 giờ. Thế là thầy với bạn thầy rủ nhau ra quán net từ 10 giờ đến 11 giờ đi về. Đó, xong rồi thầy đi ngủ. Thế thôi. À, xong có hôm tự dưng thế nào bọn thầy chơi từ 10 giờ đến 1 giờ mới về, bị quên không biết là chuông nó không kêu, à, về hôm đấy thôi ở nhà luôn không đi đâu nữa. Phân bổ thời gian như thế nào ạ? À, phân bổ thời gian thì thầy cũng rất là khó nói, bởi vì thực ra ấy, thì một tuần thầy làm tầm khoảng 3 đề toán thi đại học. Hồi đấy là toán thi 3 tiếng thì thầy làm một đề là 45 phút, không kể có 10 điểm nha. Thì thầy thấy nghĩ là nó rất là nhanh ấy, không hiểu tại sao bây giờ bọn em làm bài nó rất là lâu. Có thể là do biện pháp bọn em học chưa đúng, hay là bọn em chưa hiểu kỹ về các cái kỹ năng làm bài đấy. Thầy thấy là bọn em giải bài lâu lắm, ngày xưa thì giải rất là nhanh nên là cảm giác học nó nhẹ nhàng lắm. Còn nếu mà bọn em bây giờ chưa làm được như thế thì nghĩ là nên tập trung 1 2 tháng đầu tiên lao vào học thật thật sự mạnh mẽ, và đại học thật sự mạnh mẽ cùng đời. Sau đấy các em sẽ thấy là cái việc học nó trở nên khá là nhẹ nhàng, khi cả các kiến thức nó tự rất là dễ dàng mình đăng nhập những kiến thức cũ và đi vào đầu một cách tự nhiên. Đấy, ví dụ như nhá, thầy đưa cái công thức giải nhanh lên, rất nhiều bạn vào xin thầy link. Thầy nói thật là công thức đấy thầy còn chẳng nhớ được, bọn em nhớ làm gì. Hạn mình giải bài thầy giải bài hình bao nhiêu bài hình từ nãy giờ, thầy có dùng công thức nào không? Dùng bất công thức nào giải nhanh cả, thì các em biết rồi đấy. Thầy học là học hiểu, học từ đấy nhớ rất là lâu và suy luận ra được, chứ không phải là học theo kiểu là ghi nhớ công thức. Thầy giỏi quá rồi nên không cần học nhiều nữa, không phải ạ. Thầy nghĩ là học nó do về phương pháp và cách thức, chứ không phải là do giỏi hay không. Bởi vì thầy nói thật là có rất nhiều bạn giỏi, có rất nhiều bạn giỏi. Mình chỉ là một trong những cái thành phần rất là nhỏ đấy, thậm chí mình cũng không thể bằng nhiều bạn được. Nhưng mà mình phải có những phương pháp học tập chính xác. Đừng thấy là gì, các bạn học mẹo, học nhanh, học giải nhanh ấy, các bạn làm rất nhanh. Nhưng các bạn có hiểu bản chất vấn đề không? Ví dụ là từ cái này thầy suy ra đi một dòng, nhưng mà các bạn không hiểu thì đấy là vứt đi. Thầy có thể suy ra 10 dòng nhưng bọn em hiểu rồi thì sau này nó sẽ tự kiến thức bọn em tự suy được thành một dòng. Thầy dạy luôn luôn là như thế, nên là nó khá là chậm so với các thầy khác. Thầy nghĩ thế nên là cũng có nhiều bạn là gì chưa đăng ký khóa VIP, nhưng mà bọn em đăng ký thầy thầy khẳng định bọn em là không bao giờ thiệt luôn, chắc chắn luôn. Những cái gì thầy giao cho bọn em đây nhiều hơn hẳn so với những cái gì mà bọn em nghĩ là bọn em có thể đạt được. Hồi xưa thầy có từng chơi trò nấu ăn hay bán hàng các bạn gái không? Không, thầy không chơi với trò đấy anh em nhé. Đó. Thầy hay bắn bi đập ảnh hơn em ạ. Nếu mà thiên tài cũng chăm chỉ cũng vô địch, cái này là chính xác. Nếu mà bọn em mà đã là thiên tài và bọn em chăm chỉ thì tất nhiên là em như kiểu là em đi gọi là xe đua công thức 1 với một ông đi xe đạp. Bởi vì sao, người ta học muốn biết 10 thì người ta đã chạy nhanh hơn mình rồi, gấp 10 lần mình mà. Mình học muốn biết 3 chẳng hạn thì người ta chạy nhanh hơn 3 lần mình. Mình cũng không chăm chỉ nữa.
Thầy thấy rất là nhiều bạn là rất là buồn cười, em học môn toán rất kém, thầy ơi có cách nào giúp em không, thầy bảo chăm lên xong rồi học công thức này kia như vậy rồi em không học được. Thế bây giờ em đã chạy chậm em lại còn không chạy, người ta đã chạy nhanh người ta còn chạy bầm ra thì làm sao đuổi người ta, đúng không? Em bắt buộc chỉ có chăm thôi, chăm là yếu tố quan trọng nhất để em đuổi kịp người khác, và bắt đầu từ đấy các cũng đã rèn đức tư duy đấy. Tư duy không phải tự dưng mà có đấy, tư duy không phải tự dưng mà có, nó cũng là một việc xảy ra khi mà em làm nhiều. Ví dụ các em đi xe đạp nhiều thì cái xe đạp mà ngày xưa, cái xe đạp điện bây giờ thì các em sẽ không bị ngã. Không biết bạn nào đi xe đạp ngày xưa không, hay là toàn đi xe đạp điện hết thì chả biết được đấy. Nhưng mà các bạn mà không đi thì các bạn sẽ không bao giờ biết được nhá. Đại học như thế nào ở thầy? Ok, để từ nhá, em bình tĩnh thầy trả lời hết tất cả câu hỏi cũng như là chém gió bọn em cho vui. Mà học toán xong chứ 7 giờ tối phải học môn khác sẵn luôn á. À, thực ra các môn khác nếu mà là các môn phụ, thực ra không gọi là môn phụ nhưng mà môn khoa học xã hội ấy, ví dụ như là lịch sử, địa lý, các kiểu, thì ngày xưa nói thật là tôi không học nhiều. Đến lớp khoảng giữa giờ là có 10 phút nghỉ đúng không, thì lúc đấy thầy sẽ học nhanh để lên kiểm tra 15 phút, kiểm tra miệng ấy, thế thôi. Còn soạn văn đến lớp chép nhá, hôm nào có môn văn thì đến lớp tầm sớm tầm khoảng 15 phút chép bài trước chưa giờ nhá, kinh nghiệm rồi. Cứ đến lớp rồi mượn thằng nào nó làm ngắn ngắn đi chép, đừng làm mấy ông mấy bạn giỏi văn, mượn bạn giỏi văn chép mẹ ba chẳng chết luôn, chép tầm 1 trang thôi. Có bao giờ thầy cảm thấy stress không? Tất nhiên trong cuộc sống chả bao giờ là hạnh phúc hết cả, nếu mà hạnh phúc hết thì lúc đấy em lại không cảm thấy hạnh phúc. Các em mà muốn có hạnh phúc thì các em phải biết khổ đau, tức là sao lúc em buồn thì đối ngược lại khi mà nó có cái niềm vui hết các em cảm nhận được. Nếu mà một người nói đơn giản như này, nói như vậy các em nó hơi triết học một tí, có thể em không hiểu, nhưng nói đơn giản như này này, khi em không có đồng nào thì em có 1.000 em thấy là mình nhiều tiền, có 10.000, 100.000 em có thể thấy là mình đại gia rồi, nhưng mà khi mà em lúc nào cũng em có 10 triệu thì lúc em có thêm 100.000 em thấy chẳng ý nghĩa mẹ. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Hiền lành cộng may mắn bằng lấy vợ xinh, sai em ơi, không phải như vậy em nhá. Xinh hay không ấy nó tùy đánh giá của từng người, và thứ hai là nếu mà xét xinh hoa hồng xinh không ai biết được đúng không, thế là cái là đánh giá từng người. Thấy em lên xem hoa hồng quốc tế ấy, em thấy mấy bạn châu Phi cũng xinh không, vẫn đều được giải nhất hoa hồng đấy, thì đấy là xinh hay không xinh không biết được nhé. Lên đại học học có nhiều không ạ? Em thấy bảo nhàn lắm, đúng rồi, học đại học rất là nhàn nhá. Các em có thể chơi cả nửa kỳ, nó sẽ chỉ có 2 điểm thôi, đấy là điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ, người ta gọi điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ, nó tương với điểm ở giữa kỳ và điểm kết thúc học phần đấy, người ta gọi là học phần. Tại vì môn học thì nó là như thế, thì các em có hai đợt kiểm tra thôi, em cứ chơi từ đầu đến giữa năm xong rồi em học một phát tầm 200 trang sách thì xem đi thi giữa kỳ, sau em lại chơi một phát từ giữa kỳ đến cuối kỳ, chả ai nói gì cả, đến cuối kỳ em lại là học một phát 400 trang sách, em đi thi một ngày là xong đấy, rất nhàn luôn. 400 trang sách em chỉ đọc trong 3 ngày thôi. Đó, thường là như thế. Cuộc sống sinh viên ở đại học như thế nào thầy? Vui, nói chung là vui. Các em lên đại học rồi các em sẽ thấy rất là vui, nó khác cấp 3 rất là nhiều, bọn em được tự do trải nghiệm, nhưng mà các em đừng sao tệ nạn xã hội các thứ giảm rồi, còn nó sẽ có rất là nhiều trải nghiệm cho bọn em. Bạn nào mà trải nghiệm được nhiều ấy thì tích lũy kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn, và sẽ thấy cả cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ lắm, nó hơi khác cấp 3 một tí. Nhưng mà lên đại học thì thầy nghĩ là nên chọn bạn mà chơi, cũng như là không tham gia vào đa cấp đấy. Không là đa cấp nhá, đấy thầy nhắc nhấn mạnh như thế. Bạn nào lên đại học rồi cần tư vấn nữa thì mắc phải. Chưa giàu là do gì á Nguyễn Linh nhá? Đơn giản, chưa giàu là do chưa có nhiều tiền nhá. Đó, thầy có thể trả lời cho em như thế. Chưa giàu tức là vì mình chưa có nhiều tiền. Cái gì đây, LKHC bằng xe đạp vui lắm mà thấy không? Không hiểu em định nói gì luôn. Em đi học không cho chép bài, đi học nên cho các bạn chép bài, vì sao? Thứ cho đi là thứ còn mãi em ạ, kiến thức cho đi là kiến thức còn mãi, còn nếu mà em chỉ giữ cho bản thân mình ấy thì chưa chắc nó đã là thứ tốt nhất đâu, vì em cho đi thì người khác cho lại em đấy, mình hiểu đơn giản như thế. Ví dụ thầy lên đây thầy dạy bọn em kiến thức của đi này, nếu mà mình cứ tính ra giá trị thì biết là bao nhiêu, nhưng mà thầy lại nhận lại được cái niềm vui chém gió bọn em đây này, chính là những niềm vui. Chứ còn mình đã CD tính toán thì mình
người khác người ta chỉ đi đoán mình phải mở lên thôi. Đại học như thế nào ạ? Tôi hỏi thầy sẽ đi qua một số câu để xem là thế giới em hỏi gì. Thầy có trường đại học nào ở thành phố Hồ Chí Minh tốt không? Thì nói thật là thầy không tìm hiểu trong thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà em hỏi Hà Nội thì có thể tưởng tượng thành phố Hồ Chí Minh khả năng em nên tra mạng đi, cũng như hỏi các thầy khác chuyên ở trong miền này tốt không. Thầy ở miền Bắc nên là thầy không không dám nói bừa không nhớ nó sai chết dở em ạ. Thầy hãy phân biệt ALFECU làm sao bây giờ nhỉ? Nếu ở ngoài đời sống này thì rất là dễ thôi, ở trong kia là chịu lâu quá quên mất rồi. Cái này để tí thầy tác cô Thu Hóa và cô hỗ trợ nhá. Ngày xưa thầy có idol ai không ạ? Thì ngày xưa thầy cấp 3 thì không không idol ai cả, bởi vì thầy nghĩ là gì, mình người ta làm được thì mình có thể làm được. Và thầy câu mà thầy thích nhất trong tất cả các câu nói là không có gì là không thể của Napoleon đấy, nếu mà bạn nào biết. Không có gì là không thể, các em có thể hôm nay không biết gì, ngày mai các em có thể sánh ngang với tất cả mọi người nếu các em đủ nỗ lực, đủ quyết tâm và đủ sức để làm, thế thôi. Còn các bạn nào mà không làm, không thấy được cái điều đấy ấy, thì các em luôn là người thất bại thôi. Nếu các em học toán các em nghĩ rằng ôi thầy ơi bài này khó lắm em không giải được, hiển nhiên trong thầy không giải được. Nếu các em nghĩ rằng bài toán này khó mình bắt tay vào làm biết đâu đấy nó có thể ra từ hướng này đến kia, các em đang dần giỏi toán lên. Còn nếu các em chỉ nói là bài toán này khó em không làm được thì đấy là thất bại, thất bại ngay từ suy nghĩ rồi còn đâu mà làm. Em đứng trên, bạn nào biết nhảy cầu không? Nhảy cầu mà nhảy sông nhá, nhảy cầu là môn thể thao ấy. Nếu các em đứng ở trên cầu mà em nhìn xuống em sợ em không dám nhảy thì tất nhiên nó không bao giờ em nhảy được xuống. Nhưng nếu em nhảy xuống rồi em chỉ vượt qua một lần thì những lần sau nó sẽ rất là đơn giản. Toán cũng vậy thôi, các em bước được bước đầu tiên thì tất cả bước sau nó sẽ thuận buồm xuôi gió dần dần. Thầy múa quạt đi á, cái này thầy nhường lại cho bạn Lượng Tuấn Anh nhé. Thầy tư vấn đại học ở Hà Nội đi á, nếu mà các em muốn vào ngành kỹ thuật thì các em nên vào Bách Khoa. Bách Khoa là kỹ thuật là đỉnh cao rồi, tốt nhất rồi. Còn nếu mà các em muốn vào kinh tế thì em có thể chọn cái Bách Khoa xây dựng thủy lợi nhá, nhưng mà nó tùy với kỹ thuật là nó tương đối với từng thằng một đấy. Đấy, hay là kiến trúc cũng rất là tốt về cái mảng kiến trúc, kỹ sư các thứ, các vời. Còn nếu mà về kinh tế thì rõ ràng là kinh tế quốc dân, ngoại thương, đấy là những điều rất là siêu đặc. Tiếp theo đấy nữa thì nó có học viện tài chính, học viện ngân hàng, nó tùy vào các ngành mà em chọn đó. Còn thấp hơn nữa thì có thể đến thương mại. Còn công nếu mà các em học kỹ thuật nhưng mà các em cảm thấy mình hơi đuối một tí, các em có thể học ở công nghiệp, cũng là một trường cũng ổn. Công nghiệp chính ra là các gọi là cơ sở vật chất nhiều khi còn tốt hơn Bách Khoa, nhưng mà người ta dạy không chuyên sâu quá bằng, nhưng cũng được. Bạn nào muốn hỏi về trường đại học thì nên đi móc thầy, vì thực ra nó quá nhiều trường nói mãi không hết được. Hát đang hát thì thôi, cái này đách rồi. Thầy không giỏi về môn hát. Công nếu mà em cần học trường công nghệ thông tin tốt nhưng mà không quá như Bách Khoa thì em có thể học công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia cũng được. Đấy, có thể là vào trường đấy thì nó cũng khá là ok nhá. Còn nếu mà em vào được công nghệ thông tin Bách Khoa thì ok quá. Nói quá là đỉnh. Thực ra ấy, các em muốn chọn trường ấy, thầy nói này này, hãy đặt ra một mục tiêu trước mắt, ví dụ công nghệ thông tin Bách Khoa khá là cao với em, ok chả sao cả, đặt mục tiêu đấy đi và nỗ lực hết sức trong kỳ 1. Qua kỳ 1 các em thi thử các đợt ở bắt đầu kỳ 2 thì lúc đấy các em nhìn thấy tầm điểm và bắt đầu hãy chọn trường từ lúc đấy, chứ đừng chọn trường từ bây giờ. Bởi vì sao? Nếu các em chọn trường thấp từ bây giờ là các em tự giới hạn bản thân, mục tiêu thấp thì tất nhiên cố gắng cũng sẽ thấp, đi kèm với tất cả đều thấp cả. Nếu mục tiêu quá cao sẽ làm các em gấp gấp mã, bởi vì các em không đạt được, các em cảm thấy là gì quá khó khăn khi đạt mục tiêu đấy, mình nỗ lực kiểu bị vượt quá sức, như vậy thì rất là khổ. Các em nên đặt một ước mơ trước, ước mơ nhá, thầy nói là ước mơ khác mục tiêu. Ước mơ là điều mình hãy đặt ra cao nhất mà mình muốn có thể. Đấy, thì mình cứ đặt ra như vậy.
Còn sau là mơ thì hãy mơ cao, nhưng mục tiêu thì hãy là trước mắt. Ví dụ em mơ vào bách khoa, em đặt mục tiêu bây giờ là em phải được 9 điểm toán, 8 điểm hóa, 9 điểm lý, ví dụ thế. Thì em hãy làm những cái mục tiêu trước mắt con dần dần để nó đi đến ước mơ, chứ đừng nghĩ là gì chúng ta đặt ước mơ bách khoa nó quá cao nó không làm được. Vậy không phải. Ước mơ mục tiêu nó phải khác nhau. Ước mơ là cái chúng ta hướng tới, chúng ta mong muốn đạt được. Còn mục tiêu là cái chúng ta phải làm để đạt được. Khác nhau hoàn toàn nhá. Có thể các bạn chưa hiểu đâu, nhưng mà các bạn cứ suy nghĩ kỹ thì cần nghe lại lại thì em sẽ nắm rõ những cái đấy. Không ngờ là ngồi chém gió mà cũng có 600 bạn ngồi nghe. Quỳ thật sự luôn đấy. Ngày xưa thầy đăng ký nguyện vọng như thế nào á? Thầy đăng ký ngày xưa thì nó không có nhiều nguyện vọng như bây giờ, nó chỉ có hai nguyện vọng thôi, tức là được thi hai khối. Thì nguyện vọng một là thầy đăng ký vào bách khoa, điều khiển tự động hóa bách khoa đấy, thì thầy đỗ nguyện vọng một. Nguyện vọng hai thì là khối B, thì thầy đăng ký vào cái trường gì đấy, công nghệ sinh học của đại học tổng hợp ấy, hoặc tự nhiên thì sao đấy. Thì thầy không thi đủ 3 môn của khối B nên là thầy cũng đỗ, và nếu thi đủ chắc cũng đỗ, bởi vì thầy thi môn sinh đầu tiên. Thôi để lan man thì cho em biết đấy, ngày xưa các em thấy là khối B người ta nói là gì, toán hóa sinh đúng không, thi là toán hóa sinh đúng không, thì thầy đỗ khối A rồi, thầy thi về thì biết điểm khối A ấy, thì thầy biết là đỗ rồi. Thế là thầy đi khối B, thầy vào thì chẳng nghe hướng dẫn, thầy cứ nghĩ là thi toán hóa sinh. Buổi đầu thầy vào thầy mang comba thức kẻ các kiểu vào, môn đầu tiên là thi sinh, mà thi sinh thì 90 phút, thi toán là 180 phút. Thầy thi 90 phút xa xong rồi thầy ngồi thầy đợi ở đấy mùa hè tháng 7, nóng chết cha ra luôn, trong khi bố thầy thì đợi 3 tiếng sau mới đến đó. Thế là thôi thầy đi về thầy bỏ thi luôn, thế là thầy không đỗ. Còn sinh thầy thi được 6,5, cho dù là thầy không học phí gì sinh, chỉ học ôn thi tốt nghiệp thôi, mà 6,5 thì em biết rồi đấy, hai môn kia là hai môn chính, còn sinh là môn phụ, thế là thừa đỗ luôn, nhưng mà thầy không thi luôn. Thầy sinh viên có thể đi làm được kiếm tiền không? Sinh viên có thể đi làm được kiếm tiền được, thoải mái nhất, có rất là nhiều công việc part time, bán hàng, làm việc linh tinh gì đấy, hoặc có thể là đi làm gia sư. Nếu mà bạn nào lên Hà Nội thì hãy có thể inbox thầy để giới thiệu cho vài lớp đi gia sư cũng được. Đi gia sư là một cái nâng cao kiến thức cũng như là trải nghiệm, tiếp xúc với rất là nhiều phụ huynh, tính cách của từng học sinh, hay là nói chung là nó học được rất là nhiều. Mà thực ra thầy nghĩ là tất cả các nghề nghiệp mà em nên trải nghiệm thì bọn em sẽ biết là mình thích nghề nào và mình học nhiều thứ lắm khi mình đi làm. Ngày xưa làm gì có thi trung học phổ thông quốc gia, lên hẳn đại học luôn. Thì thực ra ngày xưa thì kỳ thi ngày xưa kỳ thi bây giờ giống nhau, thực ra nó khác, thay tên đổi họ thôi, nó tương tự nhau. Nãy thầy bảo không có gì là không thể, thầy không mà sao lại thất bại rồi, thầy chưa hát mà sao lại đã không thể. Không phải là không thể hát mà là hát không hay, mà người ta nói rồi, tốt đẹp quay ra xấu xa để lại, em hiểu chưa? Đó. Ước mơ thầy là gì á? Ước mơ thầy là bây giờ bọn em đăng ký 1.000 bạn đăng ký khóa. Nói chơi chơi, chăm mắt. Ai là người truyền cảm hứng học tập cho thầy á? Thầy không biết, thầy cảm giác là học hành nó là một cái gì đấy rất là vui. Thầy nói thật là như thế. Không, tất nhiên là không phải mấy môn thầy ghét. Thầy học toán thì cảm thấy rất là vui. Nó cũng như việc là bây giờ em gặp người khó em giải được, em cảm thấy nó rất là sung sướng. Không biết có bạn nào cảm thấy giác như vậy không? Nhưng bản thân thầy ngày xưa ấy, nếu mà ở lớp ấy, thầy giáo ra bài tập về nhà, thầy nói bài này khó, bạn nào làm được hôm sau cho 10 điểm là thì auto thầy được 10, vậy thế thôi. Về làm được thôi. Ngồi cả buổi tối giải một bài được, nhưng mà nó rất là vui đấy. Bọn em phải có tìm thấy niềm vui trong học tập thì bọn em mới học được. Còn nếu mà em cảm giác như học tập nó chỉ là sự bắt ép, hôm nay thầy bắt em về làm 10 bài tập, em phải làm 10 bài tập thì không bao giờ em giỏi, thì lúc đấy em nên thay đổi suy nghĩ hoặc làm cái gì đấy để thay đổi khác biệt thì mới có thể học được. Học mà nó làm cái gì đó đè nặng lên tâm lý em nghe thì học người ta thấy hoảng sợ các kiểu. Thầy không hiểu tại sao bây giờ rất là nhiều học sinh nói kỳ thi lớp 12 nó là một cái gì đấy quá nặng nề áp lực. Thầy không nghĩ là như vậy. Có lẽ là bạn đã học sai rồi, bạn đã học sai cách, sai tất cả mọi thứ từ lúc bạn đi học đến bây giờ. Đối với thầy, học nó là một chuyện gì đấy rất là bình thường thôi. Nó như là một công việc mình đi làm, mình đến mình học tốt, mà thậm chí là còn chẳng mất gì. Đó. Mà còn được gặp bạn bè rất là vui vẻ. Để khi mà em tìm thấy niềm vui và cảm hứng trong học tập, thì lúc đó là các em sẽ trở thành người rất là giỏi.
Ngủ thôi thầy à? Ok, bây giờ thầy nói thêm tí nữa rồi ngủ nhá. Đó, chuẩn bị rồi. 4 phút nữa, 4 phút nữa cho tất cả câu hỏi chém gió. À, mèo nhà thầy dậy chưa? Mèo thầy tống sang phòng bên kia chả biết nó dậy chưa. Ừ, chắc đang ngủ rồi. Thầy nghĩ em có nên thức dậy vào 6 giờ sáng vào ngày nghỉ không ạ? À? 7 giờ em ạ, không nên thức dậy 6 giờ. Vì sao? Không dậy được. Đơn giản thế thôi, còn em thức dậy được thì tốt nhá. Ngày nghỉ không phải là ngày để chúng ta xả hơi. Ngày nghỉ chúng ta nên học những cái gì đấy nhẹ nhàng, vui vẻ. Và chúng ta nên bồi đắp kiến thức nếu chúng ta đang là người yếu. Còn nếu là người giỏi, hãy tiếp tục đi để nới rộng khoảng cách với những đối thủ khác. Vào trường đại học nó cũng như là một cuộc chạy đua, cạnh tranh một chọi 10, thậm chí còn hơn. Thì các em chọi càng khỏe thì các em càng vào sâu thôi. Ok, các bạn đi ngủ rồi đúng không? Ok, như vậy thầy sẽ chuẩn bị em ở đây thôi nhá. Đấy, thầy sẽ đọc nốt xem một câu nào hay để trả lời nốt nào. Ở Hà Nội có trường địa nào tầm 24 điểm không? Rất là nhiều trường các bạn, các trường tầm khoảng top 2. Ví dụ công nghiệp, thương mại, học viện tài chính cũng có thể. Bách khoa có thể nếu ngành thấp. Đó, em có thể thử nhá, xây dựng cũng được. Thầy giỏi sẵn rồi, nó trả lời không các bạn? Tất cả đều rèn luyện qua đấy cả. Ví dụ như phần hình nhà không gian thì đang dạy em đây, thầy nhát hết bằng quyển nhát quyển vở ô ly ấy. Thì mới có thể làm thông thiết hạng chứ không phải như bọn em được học 10 bài thôi đã thấy dài rồi nhá. Cái đấy không phải môn nào thích thì học, không thì thôi. Không em ơi, mình phải xác định rõ ràng mình thi cái gì, vào trường nào. Đó là ước mơ trên con đường, nó không bao giờ bằng phẳng cả. Có những cái hố ga ổ gà gì đấy thì điểm qua chứ. Thấy hố ga quay đầu ngược lại à? Được rồi, bắt buộc ví dụ em thi ga toán lý hóa, bắt buộc em phải học hết, không thích cũng thể vượt qua được thì là thành người thành công, còn ngã ở đấy thì đi tiếp, tự dậy đi tiếp. Giờ lấy được đam mê học tập của thầy thì em bắt buộc phải làm vậy thôi, bởi vì tất cả mọi thứ phía trước đều bước qua con đường bước đi này, không bước được thì vẫn phải bước, nên là vui vẻ mà học thôi, đừng buồn chán mà học. Không em ơi, ở Hà Nội sao lại lạnh, ở Hà Nội đang bình thường nóng nóng bức nhá. Ok thôi, hôm nay mình sẽ dừng ở đây đi, ngày mai ngày kia thì đấy bọn em thích chém gió thì ok, sau mỗi buổi học sẽ có một tiết ngồi chém gió dạy văn cho bọn em nhá. Thôi hôm nay mình sẽ dừng đây thôi, thầy mong là gì qua buổi hôm nay các bạn hãy đăng ký khóa học đi, bởi vì qua tháng 6 thầy sẽ không để dạy full ở ngoài được nữa rồi, nên là nếu mà bạn nào thực sự muốn đam mê và muốn học ở đây nghe những câu chuyện tào lao hành đao thì bí đao thì đấy thì các em đăng ký khóa học VIP đi, luôn luôn có những buổi vui vẻ. Ok nhá, bạn nào chưa ấy thì thôi chúng ta chào nhau một cái rồi đi ngủ nhá các em ơi. Bạn nào chưa xe thì xe nốt nhá, xong rồi hãy ngủ nhá. Chào Nguyễn Quang nhá, chào chúc em ngủ ngon nhá, chào Thanh Tín chúc em ngủ ngon nhá. Các bạn khác cũng chắc là nghỉ ngơi rồi. Vậy chào bọn em rồi mình tắt like thôi, đi ngủ bây giờ. Chào Vinh Nguyễn nhá, chào Tuấn Anh nhá, chúc hai ngủ ngon nhá, chào Mi Viên nhá, chúc em ngủ ngon nhá. Đấy, với những cái gì thầy vừa chém gió thì cố gắng mà tiếp thu nhá. Chào Phạm Phương, chúc em ngủ ngon. Chào Nguyễn Linh nhé, chúc em ngủ ngon nhé. Rồi, thầy em like đây đây. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai nhé. Chúc em ngủ ngon lần cuối đấy.